Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Tập 20. Chương 191, Luân hồi chân tiên cảnh, xuyên qua vạn giới. Thanh lý nhân gian, Hàn Tuyệt nhíu mày, ngoại trừ Xích Vân giới còn có những giới khác cũng bị thanh lý. Hắn truyền âm hỏi, những năm gần đây đã thanh lý bao nhiêu nhân gian? Mạnh Bà trả lời, đây đã là cái thứ 10 rồi. Hàn Tuyệt trầm mặc, sinh linh của 10 giới a. Thiên đế thật là độc ác. Hàn Tuyệt chợt tỉnh ngộ. Hắn suýt chút nữa bởi vì thiên đế đối xử tốt với hắn mà có thiện cảm với lão. Hiện tại xem ra, thiên đế chỉ đối xử tốt với hắn mà thôi. Trong 10 giới kia không có ai kinh diễm được như Hàn Tuyệt, vì vậy tất cả đều tan thành mây khói. Thật sự là đáng sợ. Ta rất hiếu kỳ, tại sao nhất định phải thanh lý nhân gian? Hàn Tuyệt truyền âm hỏi. Mạnh Bà cũng không do dự, rất nhanh liền trả lời, nếu như nhân gian cần dựa vào ma đạo để gia tăng vận khí tổng thể, vậy thì sớm hay muộn nơi đó cũng sẽ trở thành ma giới. Ma tộc tuy rằng đã sớm không còn là nhân vật chính trong thiên địa này nữa, nhưng bọn chúng vẫn một mực không chết tà tâm. Một 100 vạn năm trước đã phát động một trận đại kiếp nạn, thế nhưng thiên đình không cách nào hoàn toàn tru diệt ma tộc, chỉ có thể hạn chế ma tộc phát triển. Ngươi tìm đến ta là vì chuyện này sao? Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần, truyền âm nói, dĩ nhiên là không phải. Ta chỉ cảm thấy rất hiếu kỳ, tại sao Xích Vân giới có nhiều đại năng chuyển thế như vậy? Mạnh Bà cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Đại năng ở thượng giới quá nhiều, mỗi ngày không biết có bao nhiêu đại năng vẫn lạc, cũng không biết có bao nhiêu đại năng từ luân hồi giết trở về. Thực ra đã có thống kê số người có vận khí lớn ở Xích Vân giới. Cho tới bây giờ, Xích Vân giới chỉ có mấy vị tiên đế chuyển thế, đại năng siêu việt tiên đế chỉ có một vị. Nhưng vào 300 năm trước, những phàm trần khác còn gặp phải đại la chuyển thế, toàn bộ giới đều được gia tăng rất nhiều vận khí, chúng sinh đều được hưởng hồng vận mà đại la mang đến. Đại năng siêu việt tiên đế có lẽ chính là nói đến Sở Thế Nhân. Hàn Tuyệt nhận ra sự nhầm lẫn của mình. Chính mình đã nhầm lẫn. Hắn lấy ánh mắt dưới phàm giới để đi phỏng đoán tiên giới, có lẽ tiên giới còn muốn lớn hơn tất cả phàm giới cộng lại. Thật đúng là kim tiên nhiều như chó, chân tiên đi đầy đất. Hàn Tuyệt âm thầm trách cứ. Đồ Linh Nhi nếu đạt tới đại thừa cảnh, đừng cho nàng gia nhập thiên đình. Mạnh Bà truyền âm cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, không gia nhập thiên đình, tức là không phi thăng sao? Ừ, với tư chất của nàng, nhất định sẽ bị thiên đình chọn chúng, trừ phi tư chất kém, mới có thể bị tông môn tu tiên trên tiên giới chọn đi. Được, Hàn Tuyệt đáp ứng sảng khoái. Địa phủ tuy rằng thuộc sự cai quản của thiên đình, nhưng rõ ràng Mạnh Bà có tư tâm. Chỉ cần không bắt Hàn Tuyệt đối địch với thiên đế là được rồi. Hàn Tuyệt chỉ muốn tu luyện thật tốt. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xem đội ngũ quỷ hồn ở trước cầu Nại Hà, không quấy rầy Mạnh Bà nữa. Cảnh tượng này thật sự là hùng tráng. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào trên người một tên quỷ hồn. Hắn có tu vi luân hồi thiên tiên, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu quá khứ kiếp trước của quỷ hồn. Người này nhìn thật quen mắt. Tiền bối, làm phiền bà để vị quỷ hồn này được đầu thai vào một gia đình tốt. Hàn Tuyệt truyền âm cho Mạnh Bà, cũng truyền khí tức của quỷ hồn đó cho Mạnh Bà. Ừ, Mạnh Bà lập tức đồng ý. Hàn Tuyệt chỉ nhìn trong một lát, sau đó lắc đầu cười một cái. Quỷ hồn kia ở 6 kiếp trước tên là Dương La, từng là chấp sự ngoại môn của Ngọc Thanh Thánh Tông, cũng chính y đã đưa Hàn Tuyệt vào nội môn. Một nghìn năm qua đi, Dương La sớm đã không phải là Dương La. Lúc trước Hàn Tuyệt đã quên tìm giúp y trúc cơ đan, hôm nay đành trả cho y một cái nhân tình. Chúc y kiếp sau có thể trúc cơ, luyện thành kim đan, nguyên anh, vui vẻ cả đời. Trở lại động phủ tiên thiên, Hàn Tuyệt kiểm tra được vị trí của Chu Minh Nguyệt. Tiểu tử này đang quỳ ngay dưới chân núi. Sau khi trải qua đại kiếp nạn từ thần tiên, so với trước kia, đội ngũ quỳ bái dưới chân núi càng nhiều thêm. Chu Minh Nguyệt mặc áo bào đệ tử nội môn của Ngọc Thanh Thánh Tông, khuôn mặt khá nữ tính, môi hồng răng trắng, dung nhan đẹp mắt, rất giống gái giả nam trang. Nhưng y đúng là một nam nhân nha, hay là cứ thu nhận y đi? Hàn Tuyệt do dự. Suy nghĩ cẩn thận lại thì việc Bình Thiên Đại Thánh chuyển thế đến Xích Vân giới không thể nào chỉ là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Kẻ đắc tội với thiên đế làm sao có thể tùy tiện đầu thai? Chẳng lẽ là thiên đế an bài? Mặc kệ, nhận đi. Bồi dưỡng thêm một số cao thủ, nếu thiên đế hỏi tới,
hắn sẽ giả vờ không biết. Không ai biết được hắn có hệ thống. Hàn Tuyệt quyết định để cho Sở Thế Nhân đi thu Chu Minh Nguyệt làm đồ đệ. Phật Tổ đoạt đồ đệ, đến lúc đó Bồ Đề Phật Tổ có truy cứu cũng là đi tìm Thế Tôn Phật Tổ tính sổ đi. Hàn Tuyệt nghĩ kỹ rồi lại nhắm mắt tu luyện. Trước tiên khảo nghiệm Chu Minh Nguyệt mấy chục năm cái đã. Nếu không có trái tim kiên định quyết tâm bái sư, cho dù thiên đế chuyển thế, lão tử cũng không thu. 20 năm sau, rốt cuộc Hàn Tuyệt đột phá đến luân hồi thiên tiên cảnh viên mãn. Hắn không khỏi cảm khái, thiên tiên cảnh đột phá thật sự là quá chậm a. Sau này chân tiên, kim tiên, đế đạo còn là gánh nặng đường xa a. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục củng cố tu vi. Đại khái lại trôi qua 4 năm, Hàn Tuyệt bắt đầu đột phá. Ngộ đạo kiếm bị hắn đuổi ra khỏi động phủ. Chủ nhân lại đột phá sao? Hắc Ngục Kê trừng lớn mắt gà hỏi. Nếu không có người bái phỏng, Hàn Tuyệt sẽ không đuổi Ngộ đạo kiếm ra ngoài. Ngộ đạo kiếm nói khẽ, dạo gần đây ta tu luyện một loại kiếm đạo, chúng ta tới so tài một chút đi. Tới a, Kê gia ta sợ ngươi hả? Hắc Ngục Kê ứng chiến. Đánh không lại Phương Lương, Mộ Dung Khởi, còn đánh không lại một cọng cỏ như ngươi. Tiếp đó, Hắc Ngục Kê thua rồi. Hai con kim ô không ngừng cười nhạo nó, tam đầu giao vương lại tràn đầy cảm giác nguy cơ. Ngay cả ngọn cỏ tinh này cũng có thiên phú lợi hại như thế. Tiếp tục như vậy nữa, y sớm muộn sẽ bị bỏ lại phía sau. Sở Thế Nhân nhìn chằm chằm Ngộ đạo kiếm như có điều suy nghĩ. Chẳng biết tại sao, Ngộ đạo kiếm thi triển kiếm đạo để cho y không khỏi hoảng hốt. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt thành công đột phá đến luân hồi chân tiên cảnh sơ kỳ. Pháp lực tăng vọt, linh hồn thuế biến, Hàn Tuyệt xém chút nữa không kiềm chế được mà gào to lên một tiếng. Quá sung sướng, hắn lập tức xem xét bảng giao diện thuộc tính của mình. Họ tên, Hàn Tuyệt, tuổi thọ, 1.191/37.800.531 năm, chủng tộc, tiên nhân tu vi, luân hồi chân tiên cảnh sơ kỳ, tuổi thọ hơn 3.000 vạn năm, tiếp cận 4.000 vạn năm. Cái gì gọi là cảm giác an toàn? Cái này chính là cảm giác an toàn. Hàn Tuyệt cười đắc ý, nhân sinh của hắn mới trôi qua 1/3.000. Quả nhiên là con đường nhân sinh dài đằng đẵng. Kiểm tra được ngươi đã đạt tới luân hồi chân tiên cảnh, ngươi có những lựa chọn sau. 1. Lập tức phi thăng, xông ra một phen uy danh hiển hách, có thể thu được một kiện chí bảo. Một lần truyền thừa thần thông. 2. Tạm không phi thăng, rời xa tranh giành lộn xộn, có thể thu được một kiện chí bảo. Hàn Tuyệt thấy vậy, không nói hai lời, lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Mới chân tiên đã muốn dương danh tiên giới, đúng là tìm đường chết. Tiên đế cũng sẽ vẫn lạc, không, ngay cả đại la đều chuyển thế, Hàn Tuyệt vẫn chưa dám xông pha tiên giới. Ngươi lựa chọn tạm không phi thăng, thu được một kiện chí bảo, chúc mừng ngươi thu được chí bảo cực phẩm cấp Thái Ất. Trọng minh tử khí hoa, trọng minh tử khí hoa, chí bảo cực phẩm cấp Thái Ất, tăng cường tốc độ của thân pháp, có thể nhẹ nhõm xuyên qua chư thiên vạn giới, cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt cũng không quá vui mừng, hắn tạm thời chưa muốn xuyên qua chư thiên vạn giới. Hắn tiếp tục củng cố tu vi. Nửa năm sau, hắn lấy ra ách vận thư, bắt đầu chúc mừng. Sau khi đã nguyền rủa toàn bộ địch nhân một lượt, hắn mới vừa lòng thỏa ý đứng dậy đi ra khỏi động phủ. Chu Minh Nguyệt vẫn còn quỳ dưới chân núi, Hàn Tuyệt bảo Sở Thế Nhân đi đón Chu Minh Nguyệt. Những người khác vừa nghe liền biết Hàn Tuyệt lại muốn thu đồ đệ. Chung sống lâu như vậy, bọn họ cũng phát hiện có thể để Hàn Tuyệt chịu thu nhận đều là những người có thiên tư khó lường. Lần này chẳng lẽ Ngộ đạo kiếm kích động, cầu nguyện là nữ đệ tử. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 192, Thần Cung Cường Đại, cảnh còn người mất. Lúc này, Sở Thế Nhân đã dẫn Chu Minh Nguyệt lên núi, Ngộ đạo kiếm nhìn thấy lập tức thất vọng. Tuy rằng người này nhìn rất giống nữ tử, nhưng khí tức lại là đàn ông. Chu Minh Nguyệt rất kích động, cuối cùng y cũng được thần tiên thu nhận. Y đã quỳ ở đây hơn 20 năm a, nhân sinh có mấy lần hơn 20 năm đâu. Cả đám Hắc Ngục Kê, Đồ Linh Nhi, tam đầu giao vương nhao nhao vây quanh Chu Minh Nguyệt, cẩn thận quan sát. Có thể được Hàn Tuyệt thu vào môn hạ tuyệt không phải người bình thường. Hàn Tuyệt đứng dưới tán cây, cũng không chú ý tới Chu Minh Nguyệt. Sở Thế Nhân đưa Chu Minh Nguyệt đến quỳ bái trước Hàn Tuyệt. Kể từ hôm nay, y chính là đồ đệ của ngươi, do ngươi tới dạy. Khuôn mặt Hàn Tuyệt không cảm xúc,
mở miệng nói. Nghe vậy, Sở Thế Nhân ngẩn người. Chu Minh Nguyệt cũng sửng sốt, vội vàng nói, ta muốn bái lão nhân gia ngài làm thầy, không muốn bái phàm phu làm thầy. Sở Thế Nhân nhíu mày. Hắc Ngục Kê cười nói, người mà ngươi gọi là phàm phu này đã là đại tu sĩ dung hư cảnh, ngươi chắc chắn ngươi không bái. Chu Minh Nguyệt trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Sở Thế Nhân. Đối với kim đan cảnh như y, dung hư cảnh là cực kỳ xa xôi. Y sao có thể ngờ được Sở Thế Nhân tóc trắng xóa, thoạt nhìn như một ông lão sơn dã lại có thể mạnh mẽ như vậy. Sở Thế Nhân đã mạnh như vậy, thế còn? Chu Minh Nguyệt nhìn Hàn Tuyệt, ánh mắt càng trở nên nóng rực. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nếu như ngươi không muốn, vậy thì xuống núi đi. Chu Minh Nguyệt bị dọa sợ, vội vàng đáp ứng. Đến lúc này, trên Khổ Tu Thành Tiên Sơn, đệ tử thứ nhất của đời thứ tư xuất hiện. Hàn Tuyệt không hề để ý đến Chu Minh Nguyệt mà bắt đầu quan sát Phù Tăng Thụ. Sở Thế Nhân kéo Chu Minh Nguyệt ra xa xa, bắt đầu làm lễ bái sư. Sở Thế Nhân rất chờ mong ở Chu Minh Nguyệt. Dù sao đây cũng là đệ tử thứ nhất của y. Hàn Tuyệt tưới nước tiên cho Phù Tăng Thụ xong lập tức trở lại bên trong động phủ tiên thiên tiếp tục tu luyện. Trước tiên hắn tăng lên kiếm đạo thần thông của mình. Đã lâu rồi không đến kiếm đạo Trường Hà, Hàn Tuyệt cũng khá nhớ Trượng Cô Tình. Lần này, hắn lại không hiện ra tu vi nữa mà ngụy trang tu vi tại thiên tiên cảnh. Trượng Cô Tinh dường như có quan hệ cùng thần cung cùng thiên đình lại không hợp nhau. Hiện tại Hàn Tuyệt cũng không thể tùy ý thể hiện ra tu vi với y để đề phòng bị đâm sau lưng. Nhìn thấy Trượng Cô Tinh lần nữa, Hàn Tuyệt cười chào hỏi. Trượng Cô Tinh hỏi, ngươi gia nhập thiên đình rồi hả? Hỏi trực tiếp như vậy. Hàn Tuyệt nói, có thể tính là đã gia nhập, cũng có thể tính là chưa gia nhập. Ta còn chưa vào thiên đình, vẫn ở lại phàm trần như trước. Có ý gì? Ngươi không có ý định phi thăng sao? Nếu như thiên đế không tiếp tục thanh lý phàm trần, vậy chứng tỏ lão đã nhận thức ngươi, vì sao ngươi lại bỏ qua cơ hội này? Chẳng qua là vì ta cảm thấy nước trên thiên đình quá sâu, thượng giới quá nguy hiểm. Ta muốn ở lại phàm trần tu luyện, rời xa thị phi. Nếu cứ một mực tránh né như vậy, ngươi sẽ không thể nào trở thành tiên đế được. Dựa vào khổ tu có lẽ có thể thành kim tiên, nhưng muốn thành tiên đế cần phải trải qua hồng trần, tranh đoạt vận khí. Dù chỉ còn lại một hơi vẫn luân hồi bất diệt, đó mới là tiên đế. Trưởng Cô Tinh nói rất nghiêm túc. Hàn Tuyệt cười nói, vậy thì chờ ta tu luyện tới kim tiên lại nói tiếp đi. Hắn có tư chất đỉnh cấp, lại tu luyện công pháp của tiên đế. Hắn thật sự không cần thiết phải đi gây chuyện khắp nơi. Nhỡ đâu trở thành đá lót đường cho một vài nhân vật chính nào đó thì chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, may áo cưới cho người khác hay sao? Chỉ là một Xích Vân giới đã có nhiều nhân vật nghịch thiên như vậy, chớ nói chi là mấy nghìn phàm giới khác, càng khó có thể tưởng tượng được thượng giới kinh khủng đến mức nào. Mạnh như thiên đế ở thiên đình cũng không dám tùy ý làm bậy. Hàn Tuyệt tự nhận mình là người thông minh, nhưng cũng không thể luôn tính toán vẹn toàn, mưu lược hơn cả Ngọa Long Phượng Sổ. Bảo hắn lên thiên đình đấu trí đấu dũng, không bằng an phận ở lại phàm trần tu luyện, không uy hiếp bất luận kẻ nào. Trưởng Cô Tinh lắc đầu bật cười. Y bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, chuyện lúc trước Yêu Thánh đại náo thiên đình mặc dù đã kết thúc, nhưng có thể xảy ra biến cố. Yêu Thánh chính là đại thánh của yêu tộc, dẫn dắt 100 vạn yêu binh điên cuồng chiến đấu. Kết quả cuối cùng lại làm lợi cho Phật môn, khiến cho yêu tộc cùng với yêu đình rất bất mãn, thượng giới có lẽ sẽ phát sinh đại biến. Việc này vẫn chưa xong. Hàn Tuyệt trêu chọc nói, chẳng lẽ kế hoạch của Phật môn là một đường đi về phía Tây, chuẩn bị để cho yêu đình và thiên đình cùng tham gia. Dọc đường sẽ bố trí xuống trùng trùng điệp điệp cửa ải khó. Bọn hắn muốn để người đi về phía Tây trảm yêu trừ ma, khuếch trương sự vĩ đại của Phật môn sao? Trưởng Cô Tinh nghi ngờ hỏi, ngươi thật sự chỉ xuất thân từ phàm nhân, không có kiếp trước hiển hách ư? Hàn Tuyệt sửng sốt, chẳng lẽ hắn đoán đúng rồi? Hả? Tây Du Ký thực sự không phải một câu chuyện bịa đặt sao? Trước đây thật lâu, Phật môn quả thật đã từng sắp đặt một kế hoạch lớn như vậy và cũng đã thành công. Cho nên Phật môn mới cường thịnh như ngày hôm nay, còn đạo môn cũng bởi vậy mà lui về ở ẩn. Nhưng mà sau này, ngũ đại Phật tổ của Phật môn xuất hiện rạn nứt, thậm chí xuất hiện tranh đấu, dẫn đến Phật môn rớt xuống nghìn trượng, cũng tạo cơ hội cho thần cung quật khởi. Thần cung được coi là một trong những thế lực lớn ở thượng giới quật khởi nhanh nhất, cũng là thế lực có số lượng tiên đế nhiều nhất thượng giới hiện giờ. Những lời này của Trưởng Cô Tinh làm cho Hàn Tuyệt kinh hãi trong lòng. Thế lực có số lượng tiên đế nhiều nhất? Không xong.
ta phải chăng là đứng sai trận doanh rồi ư? Như vậy xem ra, Thần Cung càng có tiền đồ hơn à? Thế nhưng Mộ Dung Khởi cùng Thần Cung có cừu oán, hơn nữa cho dù hắn đi Thần Cung, chưa hẳn có thể nhận được hậu đãi như Thiên Đế dành cho hắn. Không thể nghĩ như vậy, phải biết quý trọng trước mắt. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính. Hai người lại nói chuyện trong chốc lát, Hàn Tuyệt cáo từ rời đi. Tiếp sau một năm, Hàn Tuyệt mấy lần đi đến kiếm đạo Trường Hà, chẳng khác nào về nhà mình. 7 năm sau, Cửu Đỉnh chân nhân đến viếng thăm Hàn Tuyệt. Đại kiếp nạn từ thần tiên đã trôi qua mấy chục năm, tuy rằng thế nhân không còn nói về chuyện đó nữa, nhưng mọi người vẫn còn nhớ rõ, nhất là tại tu chân giới, Ngọc Thanh Thánh Tông bởi vì Hàn Tuyệt mà được thần thánh hóa. Những năm này, Ngọc Thanh Thánh Tông nhanh chóng lớn mạnh, các cao tầng như Cửu Đỉnh chân nhân, Liễu Bất Diệt, Hoàng Tôn Thiên loay hoay sứt đầu mẻ trán. Chuyện gì vậy? Hàn Tuyệt cười hỏi. Cửu Đỉnh chân nhân đã là tu sĩ hợp thể cảnh, nhưng mà đối mặt Hàn Tuyệt, lão vẫn lộ ra rất khẩn trương. Người trước mắt lão chính là đại năng khủng bố, ngay cả thần tiên cũng không đánh thắng được. Nói không dễ nghe thì bây giờ Hàn Tuyệt chính là tổ tông của Ngọc Thanh Thánh Tông. Nếu để cho các tu sĩ trong Ngọc Thanh Thánh Tông lựa chọn một trong hai người bọn họ, chắc chắn sẽ không ai chọn lão. Ở trong lòng các tu sĩ Ngọc Thanh Thánh Tông, Hàn Tuyệt đã trở thành một loại tín ngưỡng. Ngài còn nhớ rõ Chu Phàm và Mạc Phục Cừu sao? Cửu Đỉnh chân nhân hỏi. Hàn Tuyệt gật đầu. Cửu Đỉnh chân nhân tiếp tục nói, hai người này lại hợp tác rồi, còn gây sự với rất nhiều thánh địa, càng ngày càng đắc tội với nhiều người. Thậm chí có người đã mời Ngọc Thanh Thánh Tông cùng nhau vây quét hai người bọn họ, ngài cảm thấy. Chu Phàm và Mạc Phục Cừu là một trong số ít hảo hữu của Hàn Tuyệt, Cửu Đỉnh chân nhân biết rõ như vậy nên đặc biệt tới đây hỏi thăm ý kiến của hắn. Hàn Tuyệt trả lời, ngươi tự cân nhắc mà giải quyết đi. Nhiều năm như vậy, bọn họ đã không còn là đệ tử Ngọc Thanh Thánh Tông nữa. Không cần vì bọn họ có quan hệ cùng ta mà e ngại, nếu như bọn họ tùy ý làm bậy, thật sự là kẻ ác, nên giết thì cứ giết. 1000 năm trôi qua đã sớm cảnh còn người mất. Nhân tâm cách mấy năm sẽ thay đổi, huống chi là 1000 năm. Mặc dù độ hảo cảm của hai người với Hàn Tuyệt cũng không hề hạ xuống, nhưng Hàn Tuyệt cũng không hề thiếu nợ bọn họ cái gì. Mỗi người đều có con đường riêng của mình, Hàn Tuyệt không muốn quản quá nhiều, trừ phi thiếu nợ nhân quả. Ta hiểu được, Cửu Đỉnh chân nhân đáp, sau đó kể cho Hàn Tuyệt tình hình gần đây của Ngọc Thanh Thánh Tông. Hàn Tuyệt không muốn quản những chuyện này, cũng không đưa ra ý kiến. Chờ lão rời đi, Hàn Tuyệt lấy ra Thiên Đạo Lệnh. Hắn muốn nhìn xem dạo gần đây hai người Chu Phàm đang giở trò quỷ gì. Rất nhanh sau đó, Hàn Tuyệt đột ngột thay đổi sắc mặt. Hai người này. Các bạn đang nghe chuyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 193, Bất Tử Đại Đế, Luân Hồi Thần Đồng. Hoàng, hôn buông xuống, ánh chiều tà đỏ như máu, đồng không mông quạnh trải đầy vết nứt. Trong một hẻm núi, có hai bóng người đang ngồi trên một vách đá dốc đứng. Rõ ràng là Chu Phàm và Mạc Phục Cừu, hai người cùng nhau ngồi đả tọa, hình như đang tu luyện công pháp nào đó. Ở trên đầu hai người lơ lửng một luồng hắc khí. Hàn Tuyệt cảm nhận được đến khí tức của chân tiên, Thái Ất chân tiên. Xích Vân giới làm sao có thể xuất hiện Thái Ất chân tiên thứ hai? Hàn Tuyệt lập tức cảm giác như mình bị đào chân tường. Hắn không nói hai lời, trực tiếp dịch chuyển đến sau lưng Chu Phàm và Mạc Phục Cừu, vung tay áo cuốn lấy luồng hắc khí kia. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt đi đến khu vực khác, chỗ không có người. Hắn giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra luồng hắc khí lúc trước. Đạo hữu, ta không hề phá hư phàm giới của ngươi. Trong hắc khí truyền ra một thanh âm lạnh như băng. Mặc dù bị Hàn Tuyệt bắt lấy nhưng gã không hề hoảng sợ. Bất Tử Đại Đế sinh ra cừu hận với ngươi, độ cừu hận hiện tại là 3 sao Bất Tử Đại Đế, nghe rất dọa người. Hàn Tuyệt lập tức thông qua quan hệ nhân tế xem xét tin tức của hắn. Bất Tử Đại Đế, Thái Ất Kim Tiên cảnh trung kỳ, tiên đế ở thượng giới, bị các tiên đế của Thần Cung vây công, thân tử đạo tiêu. Trải qua 100 vạn năm, cuối cùng đã trùng tu đến Thái Ất Kim Tiên. Bất Tử Đại Đế dùng thần thông phân hóa hồn niệm thành ngàn vạn, tìm kiếm người thừa kế của mình khắp chư thiên vạn giới, muốn sáng lập thế lực lớn tương tự Thần Cung. Bởi vì ngươi quấy nhiễu kế hoạch của gã nên sinh ra cừu hận với ngươi, độ cừu hận hiện tại là 3 sao tiên đế. Hàn Tuyệt bị hù dọa, nhìn kỹ lại,
chỉ là hồn niệm mà thôi, hắn sợ cái gì? Chỉ là hồn niệm có thể có tu vi chân tiên, bất tử đại đế cũng không phải dạng vừa. Hàn Tuyệt nói khẽ, xâm lấn phàm giới của thiên đình, trái với thiên quy, ta đi tìm đế Thái Bạch tiền bối. Bất tử đại, đế vừa nghe vậy, vội vàng kêu lên, đạo hữu, có việc gì từ từ thương lượng? Thương lượng như thế nào? Hai người ngươi chọn chúng chính là đồng tử của ta, ngươi nói ngươi có quá đáng hay không? Bất tử đại đế thầm mắng. Thảo nào mạng hai tiểu tử thối này lớn như vậy, thì ra là có tiên nhân làm chỗ dựa. Bất tử đại đế lâm vào trong trầm mặc. Hàn Tuyệt cũng đang do dự có nên vạch mặt với bất tử đại đế hay không. Bất tử đại đế mở miệng nói, đạo hữu, việc này coi như là lỗi của ta, sau này ta sẽ không đến đây nữa, buông tha hồn niệm của ta đi. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, cho dù bóp tản nát hồn niệm này cũng không cách nào giết chết đối phương, việc gì phải gia tăng cừu hận. Vậy ngươi đi đi. Hàn Tuyệt buông hắc khí ra, lặng lẽ đánh ấn ký lục đạo vào bên trong nó. Hắc khí nhanh chóng chạy trốn khỏi Xích Vân giới. Sau khi đã chắc chắn khí tức của gã đã hoàn toàn biến mất, Hàn Tuyệt mới trở lại Khổ Tu Thành Tiên Sơn một lần nữa. Mà Chu Phàm và Mạc Phục Cừu đều không hề phát hiện những chuyện này. Rất nhiều năm sau, bọn họ mới nhận ra đại năng lúc trước muốn nhận bọn họ làm đồ đệ thật sự đã biến mất. Trở lại động phủ Tiên Thiên, Hàn Tuyệt lấy ra Ách Vận Thư, bắt đầu làm nhiệm vụ hàng ngày. Mấy tháng sau, hắn mới nguyền rủa đến người cuối cùng là Bất Tử Đại Đế. Nói như vậy, Bất Tử Đại Đế có lẽ vẫn chưa hoài nghi tới trên đầu của hắn. Dẫu sao Bất Tử Đại Đế có ngàn vạn hồn niệm, kẻ thù nhiều vô số kể. Nguyền rủa xong, Hàn Tuyệt lấy ra Thiên Đạo Lệnh, kể lại chuyện về Bất Tử Đại Đế cho Đế Thái Bạch, để tránh Bất Tử Đại Đế không chết tà tâm. Bất Tử Đại Đế, người này vẫn còn sống sao? Bên trong Thiên Đạo Lệnh truyền ra thanh âm của Đế Thái Bạch. Hàn Tuyệt hỏi, gã có thể lại đến đây hay không? Việc này ta sẽ bẩm báo bệ hạ, dẫu sao Bất Tử Đại Đế là tiên đế, ngươi yên tâm đi, gã sẽ không xuất hiện nữa đâu. Nhận được lời, cam đoan của Đế Thái Bạch, lúc này Hàn Tuyệt mới an tâm. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, Bất Tử Đại Đế là ai? Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, nói cho Ngộ Đạo Kiếm biết về các cảnh giới phía trên đại thừa cảnh. Thái Ất Kim Tiên làm cho Ngộ Đạo Kiếm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta vẫn còn rất yếu, không thể khinh thường. Kẻ thù của chủ nhân ngươi cũng không ít, ngươi cần cố gắng trở nên mạnh mẽ, thời điểm mấu chốt còn có thể cứu ta một mạng. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Ngộ Đạo Kiếm nghiêm túc gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Nàng tiếp tục tu luyện Thông Thiên Kiếm Đạo. Hàn Tuyệt gật đầu thỏa mãn. Hắn bắt đầu tu luyện Lục Đạo Luân Hồi Công. Sau khi đột phá đến luân hồi chân tiên cảnh, tâm pháp của Lục Đạo Luân Hồi Công trở lên cao thâm mà chắc, Hàn Tuyệt tu luyện cũng không cách nào trong thời gian ngắn nắm giữ nó. Tuy nhiên tuổi thọ của hắn còn rất dài, hắn không vội chút nào. 17 năm sau, rốt cuộc Hàn Tuyệt hoàn toàn học xong tầng chân tiên của Lục Đạo Luân Hồi Công, tốc độ tu hành tăng mạnh, đồng thời lĩnh ngộ ra thần thông mới. Luân Hồi Thần Đồng có thể nhìn xuyên qua kiếp trước kiếp này của sinh linh, sau khi giết địch còn có thể hấp thu vận khí địch nhân tích lũy được ở kiếp trước kiếp này. Vô cùng bá đạo. Thần thông này có công dụng cực lớn, chỉ là Hàn Tuyệt tạm thời không muốn đi khắp nơi hấp thu vận khí. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tăng cường tu vi, tranh thủ sớm ngày đạt tới luân hồi chân tiên cảnh trung kỳ. Từ khi hắn đạt tới chân tiên cảnh, tốc độ đột phá rõ ràng đã chậm lại. Tốc độ nạp khí của hắn vượt xa lúc trước, chỉ là để đột phá chân tiên cảnh cần lượng tiên khí quá mức khổng lồ. Hàn Tuyệt vừa tu luyện, vừa kiểm tra thông báo. Hảo hữu Kỳ Tiên Thần ở bên cạnh Thiên Hà cảm ngộ thiên đạo chân nghĩa, đạo hạnh tăng mạnh, hảo hữu Đại Thần Tướng rời khỏi tiên giới Đồ Tôn Mộ Dung khởi ngộ, nhập bí cảnh thượng cổ, luyện thành thần thông vạn cổ, hảo hữu Hoàng Cực Hạo bị yêu thú tập kích 249.983 lần. Hảo hữu Mạc Phục Cừu bị ma tổ mê hoặc, sinh ra tâm ma. Đồ Tôn Phương Lương ở trong mộng nhận được thần tiên chỉ điểm, hảo hữu Long Thiện đốn ngộ thần thông cấp Thái Ất. Đạo hạnh tăng mạnh cũng không phát sinh quá nhiều biến cố. Hàn Tuyệt chỉ chú ý tới Phương Lương được thần tiên chỉ điểm. Chuyện gì xảy ra? Thiên đình cũng có người có ý định đào góc tường của hắn. Hàn Tuyệt nhíu mày. Chờ khi nào Phương Lương trở về, hắn phải hỏi rõ ràng mới được. Hàn Tuyệt nhìn trong chốc lát rồi lại tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Nửa năm sau, Hy Tuyền tiên tử trở về, chủ động đến tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để Ngộ Đạo Kiếm rời khỏi động phủ, cùng Hy Tuyền tiên tử đơn độc ở chung. Ta ở trong một bí cảnh nhận được một bức thư,
trong đó viết ta có thể dùng bức thư này để gia nhập một tông môn tu tiên ở thượng giới, ngươi muốn đi không? Sau khi ngồi xuống, Hy Tuyền tiên tử nói, Hàn Tuyệt không hề công khai quan hệ giữa mình với thiên đình. Người đời chỉ biết thiên đình không hề nhằm vào phàm trần nữa. Hàn Tuyệt cầm bức thư lên xem, là một tông môn tên là Thiên Cương Đảo, thành lập hơn 10 vạn năm, nội tình hùng hậu. Chủ nhân Thiên Cương Đảo là người từ Xích Vân giới phi thăng, vẫn luôn nhớ mong về cố hương. Hàn Tuyệt nói, ngươi muốn đi không? Ta tạm thời không muốn phi thăng. Hy Tuyền tiên tử lắc đầu nói, với tu vi của ta bây giờ phi thăng chính là tìm đường chết. Vậy ngươi cứ giữ lại đi, về sau nếu muốn phi thăng có thể đi tìm Thiên Cương Đảo. Hàn Tuyệt cười nói, trả lại thư cho Hy Tuyền tiên tử. Linh khí trên Khổ Tu Thành Tiên Sơn càng ngày càng nồng đậm, vì vậy Hy Tuyền tiên tử cũng thuận lợi đột phá đến dung hư cảnh, không còn phải băn khoăn về vấn đề tuổi thọ. Thường Nguyệt Nhi bế quan quanh năm, cách dung hư cảnh đã rất gần. Hy Tuyền tiên tử hiếu kỳ hỏi, ngươi định ở phàm giới mãi sao? Hàn Tuyệt gật đầu, Hy Tuyền tiên tử muốn nói lại thôi. Nàng vốn định khuyên Hàn Tuyệt, nhưng nghĩ lại, với tư chất khó có thể tưởng tượng của Hàn Tuyệt, nàng sao phải quan tâm. Hai người nói chuyện một lát, Hy Tuyền tiên tử rời đi. Hàn Tuyệt đang muốn gọi Ngộ Đạo Kiếm đi vào, một giọng nói truyền vào trong tai Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt, ta đã đột phá thái ất chân tiên cảnh, ngươi có dám tới hư không đánh với ta một trận không? Thanh âm này có chút quen tai. Hả? Không phải Long Thiện, con trai thiên đế đây sao? Hàn Tuyệt nhíu mày, tiểu tử này tại sao tới nữa rồi? Thanh âm của Long Thiện lại truyền đến lần nữa, yên tâm đi, chỉ là so tài mà thôi. Dù thắng hay thua ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Đỉnh Cấp Khí Vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 194, Tô Kỳ phi thăng, đại đế bị giết. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, Kỳ Tiên Thần vừa đi, lại tới thêm Long Thiện. Đây là số mệnh sao? Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, vẫn là đứng dậy đi đến chỗ hẹn. Tu luyện hơn 10 năm, thỉnh thoảng ra ngoài đấu pháp cũng không tệ. Long Thiện có hảo cảm với hắn, có lẽ không đến mức dùng thủ đoạn đối phó hắn. Đoán chừng là thật sự muốn đấu pháp. Lúc trước Hàn Tuyệt đi lên dựa vào việc hạ bệ Long Thiện, lần này tự nhiên không thể nương tay. Nếu như hắn thua Long Thiện, thì chứng tỏ tư chất của hắn không bằng Long Thiện, thiên đế sẽ đánh giá hắn như thế nào? Hàn Tuyệt còn trông chờ có thể an tâm tu luyện dưới sự bảo vệ của thiên đế. Hư không, hư vô mờ mịt, không chút ánh sáng. Hàn Tuyệt hiện thân trước mặt Long Thiện, quang mang nhàn nhạt tản mát ra, bao bọc xung quanh thân thể hai người. Đó là tiên lực, có thể giúp cho bọn họ sinh tồn trên hư không. Long Thiện như trước thân mặc một thân giáp bạc, hăng hái, khóe miệng đều vểnh đến bầu trời. Vô cùng tự tin, không, tự phụ. Đây là cảm thụ đầu tiên mà Hàn Tuyệt cảm thấy khi liếc nhìn Long Thiện. Ánh mắt Long Thiện sáng rực hỏi, Hàn Tuyệt, tu vi của ngươi như thế nào? Tu vi của Hàn Tuyệt còn đang được hệ thống che giấu, còn duy trì ở luân hồi thiên tiên cảnh trung kỳ. Hàn Tuyệt nói, ta đã đột phá đến chân tiên rồi. Nghe vậy, nụ cười của Long Thiện lập tức ngưng lại. Gã trừng to mắt, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Làm sao có thể? Gã đã trải qua biết bao nhiêu khổ ải mới có thể đột phá đến chân tiên cảnh, Hàn Tuyệt chỉ tu luyện ở phàm giới liền. Thật sao? Long Thiện nghiến răng hỏi. Hàn Tuyệt buông lỏng nói, ta không nói láo bao giờ. Long Thiện trầm mặc, Hàn Tuyệt cũng không vội ra tay. Thật lâu sau, Long Thiện hít sâu một hơi, nói, đợi ta đạt thành kim tiên lại tới khiêu chiến ngươi, ta tất nhiên sẽ sớm hơn ngươi trước một bước vào kim tiên cảnh. Dứt lời, Long Thiện liền biến mất ngay tại chỗ. Hàn Tuyệt vui vẻ, còn rất thức thời. Như vậy cũng tốt, không cần gặp đả kích nghiêm trọng hơn. Hắn vừa rồi đã dùng mô phỏng thí luyện sao chép tu vi của Long Thiện, sau khi trở về có thể hành hạ một hồi. Thanh sơn lục thủy, trời xanh mây trắng. Dưới một dòng thác nước, Chu Phàm và Mạc Phục Cừu đứng bên bờ sông, nhìn ngắm mặt nước. Bọn họ hôm nay sớm đã không còn là thiếu niên khí phách năm đó, cũng đã trở nên rất trưởng thành. Trên người Mạc Phục Cừu lại càng có một khí tức tang thương, Chu Phàm lại trở nên tà khí, hai đầu lông mày có một cỗ sát khí, không cách nào che giấu. Bây giờ ngươi thực sự muốn làm như thế? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Mạc Phục Cừu bình tĩnh nói, Kỳ Tiên Thần đã phi thăng, Hàn huynh đệ đã trở thành thần tiên.
trong phàm trần này không có người nào là đối thủ của hai người chúng ta, hà tất giữ lại uy danh đệ nhất thiên hạ làm gì, tranh đoạt vận khí, về sau phi thăng. Chu Phàm do dự, y đã chết mấy lần, cần phải cẩn thận. Trước kia đều là Mạc Phục Cừu đi theo y, thay y che gió che mưa, y vẫn cảm thấy mình mắc nợ Mạc Phục Cừu, cho nên ở kiếp này đều nghe theo Mạc Phục Cừu. Chỉ là y không ngờ sau khi gặp lại, Mạc Phục Cừu đã trở nên vô cùng điên cuồng, dã tâm cực lớn. Ngươi chắc là sợ rồi, vậy tìm một chỗ trốn để tu luyện đi, có lẽ có hy vọng giống như Hàn huynh đệ. Mạc Phục Cừu liếc Chu Phàm liếc mắt, nói khẽ. Những lời này lập tức kích thích đến Chu Phàm. Chu Phàm lúc nào cũng lấy Hàn Tuyệt ra làm mục tiêu, cho rằng lúc trước lang bạt, sau này tu hành chân chính lại, không ngờ ngày càng bị bỏ xa. Y không thể nào bắt chước đạo của Hàn Tuyệt, vĩnh viễn không thể nào. Nếu như ngươi muốn làm, vậy ta liền cùng ngươi làm. Chu Phàm nói khẽ, không sánh bằng Hàn Tuyệt, còn không sánh bằng người trong thiên hạ. Mạc Phục Cừu nở nụ cười, nói, rất tốt, trước tiên bắt đầu từ Thiên Tiên Phủ, bọn họ không phải muốn đuổi giết chúng ta sao, chúng ta trực tiếp phá hủy tiêu diệt bọn họ. Tốt, Chu Phàm cũng lộ ra vẻ chờ mong. Lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp đi ra từ trong rừng cây, chính là Tuyên Sư Sư, sư muội của Tuyên Tình Quân, nàng quanh năm bảo hộ Chu Phàm. Tuyên Sư Sư nhìn qua bóng lưng của hai người, nhíu chặt đôi mi thanh tú. Đáng chết, này hai tiểu tử lại muốn làm gì? Tuyên Sư Sư thật sự rất mệt mỏi, nhiều năm đi theo Chu Phàm như vậy, nàng mệt mỏi thật sự. Nàng đột nhiên rất muốn phi thăng giống như sư tỷ. Lại đi theo, nàng sẽ chết, địch nhân mà Chu Phàm trêu chọc đã mạnh hơn so với nàng, nàng thậm chí còn có thể trở thành gánh nặng cho Chu Phàm. Nếu không thì rời đi, Tuyên Sư Sư do dự. Lúc trước Tuyên Tình Quân để cho nàng cùng Chu Phàm là vì ma tộc, bây giờ ma tộc rất khó để vực dậy trở lại, nàng tiếp tục đi theo y cũng không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Tuyên Sư Sư lặng lẽ lui về trong rừng cây. Chu Phàm hình như cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, đáy mắt hiện lên một tia mất mát. Y hiểu được là vì sao, nhưng y có đạo của chính mình, sẽ không vì nữ nhân mà bỏ xuống hết thảy. Trong chớp mắt, 30 năm trôi qua. Hàn Tuyệt đã tới gần luân hồi chân tiên cảnh trung kỳ, nhưng hắn đã trải qua hơn 50 năm so với thời gian đột phá lúc trước còn lâu hơn. Một ngày, Tô Kỳ đến thăm Hàn Tuyệt. Y đã đột phá đến độ kiếp cảnh, tu vi tiến triển rất nhanh, dẫu sao cũng liên tục khổ tu. Sư phụ, ta muốn phi thăng, dạo gần đây luôn cảm giác trên thượng giới có đồ vật gì đó đang kêu gọi ta. Tô Kỳ quỳ bái trước mặt Hàn Tuyệt, nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng của hắn lại thở dài một hơi. Tô Kỳ càng ngày càng mạnh, vận rủi của hắn cũng theo đó mà tăng lên. Lúc trước Dương Thiên Đông sau khi trở về một chuyến, còn bái phỏng Tô Kỳ, kết quả gặp phải tâm ma, cần phải ra ngoài thả lỏng giải sầu. Hàn Tuyệt ra vẻ khó xử nói, thượng giới rất nguy hiểm, vi sư có thể không bảo vệ được ngươi. Tô Kỳ cười nói, yên tâm đi sư phụ, ta cũng sẽ không sinh sự gây chuyện. Hàn Tuyệt nói, đã như vậy, sau khi phi thăng, không bằng ngươi đến gia nhập Tự Long Tiên Đảo. Đan Thanh chân nhân của Tự Long Tiên Đảo là đại năng, đệ tử dưới quyền nhiều vô số kể. Đó là một vị thần tiên nói cho ta biết. Đương nhiên, ngươi bái Đan Thanh chân nhân làm thầy, cũng không nên nói ngươi đến từ Xích Vân giới, chớ đừng nói chi là nói ngươi là đồ đệ của ta. Tô Kỳ lặng lẽ ghi nhớ, nói, đa tạ sư phụ chỉ điểm, đúng lúc, sau khi phi thăng ta cũng phải tu luyện một khoảng thời gian. Hàn Tuyệt nói, đi thôi, nếu thật gặp phải phiền phức không thể giải quyết, có thể tìm Thiên Đình tương trợ. Tô Kỳ âm thầm cảm động, sư phụ vẫn là lo lắng cho ta. Y ngổn ngang trăm mối mà dập đầu ba cái, liền đứng dậy rời đi. Sau khi cùng với các đồng môn khác tạm biệt, hôm ấy Tô Kỳ liền rời đi khổ tu thành Tiên Sơn. Hàn Tuyệt không khỏi có cảm giác đồ đệ xuất sư. Nhưng mà Tô Kỳ chính là tảo bả tinh của Thiên Đình, tính mạng cứng rắn, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, lấy ra Ách Vận Thư bắt đầu nguyền rủa Đan Thanh chân nhân. Hắn vừa nguyền rủa, vừa kiểm tra thông báo. Hảo hữu Đế Hồng Diệp vào hắc ám cấm khu, hảo hữu đại thần tướng Chu sát kẻ thù của ngươi, bất tử đại đế đồ Tôn Mộ Dung khởi giác ngộ thần thông cấp thái ất. Vận khí tăng vọt đạo lữ Tuyên Tình Quân ngẫu nhiên nhận được quả tiên, tu vi tăng mạnh, kẻ thù Chu Tước bởi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo hạnh giảm nhiều. Cảnh giới rơi xuống tán tiên cảnh, đạo lữ Hình Hồng Tuyền nhận được truyền thừa của đại năng thượng cổ. Linh hồn thuế biến, hảo hữu Hoàng Cực Hạo gặp phải yêu thú tập kích 120.083 lần.
Hàn Tuyệt chú ý tới Bất Tử Đại Đế bị đại thần tướng Chu sát, hiệu suất xử lý sự tình của thiên đình nhanh như vậy sao? Hắn lập tức xem ảnh chân dung của Bất Tử Đại Đế, vẫn còn, đến hơi thở cuối cùng. Tin tức nhắc nhở gã chỉ còn lại tàn hồn, thật sự quá thảm. Hàn Tuyệt cảm thấy rất hài lòng với việc này, cảm nhận được thái độ của thiên đế, quả thật bênh vực hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đỉnh Cấp Khí Vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 195, Quan Âm Kinh, Đại Hội Bàn Đào. Hàn Tuyệt chú ý tới truyền thừa của đại năng thượng cổ mà Hình Hồng Tuyền nhận được, linh hồn còn được thuế biến. Hắn không khỏi chú ý đến trên người Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền vẫn còn đang ở trong đạo quan lúc trước ngẫu nhiên gặp được, trước kia có Thường Nguyệt Nhi làm bạn. Bây giờ chỉ có một mình nàng, Thường Nguyệt Nhi không dám mạo hiểm giống như nàng, thỉnh thoảng ra ngoài một lần cũng được. Lúc trước bên trong tượng thần, Hàn Tuyệt phát hiện ra một đạo tàn hồn kia không ngờ bị kinh động mà thức tỉnh. Đây là một vị lão phu nhân mặc đạo bào, thoạt nhìn có chỗ không giống so với hình ảnh khi trước. Nàng lơ lửng trên đỉnh đầu Hình Hồng Tuyền, niệm kinh văn. Hàn Tuyệt lặng lẽ nghe càng thấy không bình thường. Tại sao là kinh Phật? Trong đạo quán giảng Phật, cái quái gì vậy? Hàn Tuyệt kiểm tra ảnh chân dung của Hình Hồng Tuyền trong bảng hệ thống, xác định Hình Hồng Tuyền không bị đoạt xá, độ hảo cảm cũng không bị hạ thấp, hắn mới yên tâm. Hắn dùng thần thức dò hỏi đạo tàn hồn này, tu vi thái ất thiên tiên. Nhưng mà đó chỉ là cảnh giới, thực lực thì có lẽ cũng không bằng cả tán tiên, đã là cây đèn cầy sắp tắt trong gió. Hàn Tuyệt tiếp tục quan sát, hồi lâu sau đó. Hình Hồng Tuyền mở to mắt, mở miệng nói, sư phụ, Quan Âm Kinh này thật sự có thể giúp con thành tiên ư? Lão phu nhân nói, đó là tất nhiên, Phật môn chú ý chúng sinh ngang hàng, bất luận tư chất như thế nào đều có thể thành Phật thành Bồ Tát. Chỉ cần có một tấm lòng kiên định hướng Phật, đây là biện pháp duy nhất của ngươi, tư chất của ngươi quả thật bình thường, công pháp phàm trần không cách nào giúp ngươi. Thời gian của vi sư đã không còn nhiều, ngay cả hồn phách cũng cho ngươi, đừng quên chuyện mà ngươi đã đáp ứng với vi sư. Theo tiếng nói tắt dần, tàn hồn của lão phu nhân cũng dần dần tiêu tán, như mây khói tan đi. Hình Hồng Tuyền cũng không bi thương, ngược lại rất bình tĩnh. Bỗng nhiên Hàn Tuyệt hiện thân ngay trước mặt nàng. Phu quân! Hình Hồng Tuyền mừng rỡ kêu lên, vội vàng đứng dậy. Bây giờ Xích Vân Giới, Hàn Tuyệt muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, bởi vì hắn là thần tiên của thiên đạo chốn phàm giới này. Vị vừa rồi là ai? Hàn Tuyệt hỏi. Hình Hồng Tuyền hồi đáp, Phật tu ở thượng giới, hạ phàm từ rất lâu trước đây, thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại một đám tàn hồn. Nàng đem công pháp của bản thân truyền thừa cho ta, hy vọng ta sau khi phi thăng có thể giúp nàng kể lại thù hận cho Phật môn, để Phật tổ phân xử cho nàng. Hàn Tuyệt nghi ngờ hỏi, thù hận như thế nào? Hình Hồng Tuyền cũng không giấu, giếm, thành thật trả lời nói, trước đây thật lâu, lúc đại kiếp nạn của chư thiên, ảnh hưởng đến phàm giới. Nàng kết đội cùng thần tiên của thiên đình đi đến phàm giới, muốn xử lý ma tộc, kết quả bị thần tiên phản bội, liên quan đến thiên đình à? Hàn Tuyệt cũng không suy nghĩ nhiều, đợi Hình Hồng Tuyền đến Phật môn, quỷ mới biết phải mất mấy nghìn năm sau, nói không chừng là vài vạn năm sau. Tình hình của ngươi như thế nào rồi? Hàn Tuyệt hỏi, hắn bắt lấy cổ tay của Hình Hồng Tuyền, xem xét thân thể của nàng. Linh lực ổn định, trong cơ thể cũng không tiềm ẩn bất kỳ nguy hiểm nào. Hình Hồng Tuyền cười nói, không có sao hết, Quan Âm Kinh này quả thật lợi hại, phu quân, ngài có muốn không, về sau có thể đưa cho các nữ đệ tử của ngươi tu luyện. Hàn Tuyệt do dự nói, như vậy không tốt, chẳng lẽ nàng không có nói cho ngươi biết không cho phép đem công pháp truyền ra sao? Có nói chứ, nhưng nàng đã không còn, huống hồ, bất kỳ vật gì của ta đều là của phu quân, ta cũng sẽ tuân theo ước định, nói mối thù của nàng với Phật môn. Vậy thì được rồi, để ta kiểm tra công pháp này một chút xem có nguy hiểm hay không. Hàn Tuyệt đáp, trong các loại tiểu thuyết tiên hiệp, Phật môn là bị bêu xấu thảm nhất, trong phải chỉ một. Mà dường như toàn bộ Phật đều là dối trá, Phật tổ đều sẽ tẩy não. Hình Hồng Tuyền lập tức truyền thụ Quan Âm Kinh cho Hàn Tuyệt. Công pháp này cũng không có thư tịch nào ghi chép lại, toàn bộ đều được truyền miệng. Hàn Tuyệt nghe xong bắt đầu sắp xếp lại. Quan Âm Kinh quả thật khó lường, vậy mà có thể trực tiếp tu luyện tới thái ất chân tiên cảnh, đại thành có thể tu luyện ra pháp tướng Quan Âm, thần thông cái thế. Hàn Tuyệt nhiều lần xem xét,
cũng không phát hiện ra khuyết điểm. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Hàn Tuyệt mở mắt nói, tiếp đó rời đi. Hình Hồng Tuyền đã quen tính cách không dây dưa dài dòng của Hàn Tuyệt. Nàng lại đả tọa, tiếp tục tu luyện, trở lại bên trong động phủ tiên. Thiên, Hàn Tuyệt nở nụ cười. Hình Hồng Tuyền cũng có cơ duyên của mình, đoán chừng sẽ không già chết, như vậy cũng tốt, có thể làm cho Hàn Tuyệt đỡ lo. Bây giờ, người ở bên cạnh hắn, trừ phi quanh năm ra bên ngoài, chỉ cần chịu liên tục ở lại khổ tu thành tiên sơn để tu luyện, cũng sẽ không gặp vấn đề đại hạn sắp đến. Từ sau khi nước tiên được tưới vào phù tăng thụ, linh khí trên khổ tu thành tiên sơn tăng vọt. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, lại 11 năm trôi qua, cuối cùng hắn cũng đột phá đến thái ất chân tiên cảnh trung kỳ. Pháp lực lại tăng vọt một lần nữa, tâm tình của Hàn Tuyệt vô cùng sung sướng. Hắn luôn ưa thích loại cảm giác đột phá này, hắn càng ngày càng may mắn lúc trước hao phí vài chục năm lắc vận khí cùng tư chất linh căn. Nghẹn khuất vài chục năm, đổi lấy cả đời sảng khoái. Hàn Tuyệt vô cùng cẩn thận, tiếp tục tu luyện, mục tiêu là chân tiên cảnh hậu kỳ. Đại khái lại 3 năm trôi qua, Đế Thái Bạch đích thân tìm đến, Hàn Tuyệt mời lão vào động phủ. Không thể không nói, quan lớn trên thiên đình là muốn gì được nấy, tuy tuy tiện tiện hạ phàm, nếu đổi lại là những thần tiên khác, chính là trái với luật trời. Sau khi đuổi Ngộ Đạo kiếm ra ngoài, Đế Thái Bạch ngồi trước bàn, cười nói, nghe nói ngươi đã là chân tiên. Hiển nhiên, chuyện Long Thiện bị dọa lùi đã truyền đến tai thiên đế. Ừ, chỉ gặp may thôi, Hàn Tuyệt khiêm tốn nói. Đế Thái Bạch vuốt râu cười nói, không hổ là thiên kiêu đích thân bệ hạ vừa ý, ngươi không cần lại lo lắng về bất tử đại đế. Đại thần tướng đã tru sát gã, mặc dù không bị thân tử đạo tiêu, nhưng ít ra trong vòng 100 vạn năm rất khó quay lại gây sóng gió. 100 vạn năm cũng đủ cho Hàn Tuyệt quật khởi. Hàn Tuyệt nói, đa tạ thiên đình, đa tạ thiên đế bệ hạ, đa tạ đại thần tướng. Đại hội bàn đào vạn năm mới có một lần sắp mở ra, còn khoảng 100 năm, ngươi có muốn đi không? Nếu muốn, ta cho ngươi một thiếp mời. Đế Thái Bạch hỏi. Hàn Tuyệt suy, nghĩ một chút, nói, hay là thôi đi, ta sợ phiền phức. Đế Thái Bạch cười nói, hội bàn đào của thiên đình sẽ có phiền toái gì? Yên tâm, thân phận của ngươi sẽ không công khai, thiên đế bệ hạ cũng sẽ không bắt ngươi, ngươi chỉ cần đi vào hưởng thụ bàn đào, thuận tiện nhìn xem uy phong của thiên đình. Hàn Tuyệt do dự một chút, hỏi, là ý nghĩ của thiên đế bệ hạ sao? Ừ, một trái bàn đào còn hơn 1.000 năm khổ tu, ngươi cam lòng không đi sao? Vậy được rồi, ta đi. Nếu là ý tứ của thiên đế, nếu hắn không đi, chính là không nể tình. Huống hồ thiên đế ra lệnh cho đại thần tướng đi diệt trừ bất tử đại đế, quả thật là nhân tình rất lớn. Cho tới bây giờ, thiên đình vẫn luôn giúp đỡ hắn, hắn còn chưa trả giá cái gì. Đế Thái Bạch nở nụ cười, nói, thần cung có một vị tiên đế chuyển thế, thức tỉnh đế đạo, khi còn là thái ất chân tiên đã chạm thái ất kim tiên, bây giờ đã là thái ất kim tiên, uy phong lẫm lẫm, được thần cung phong làm thiên kiêu mạnh nhất trong thế hệ trẻ, ngươi phải cố gắng tu luyện thật tốt, về sau ngươi chắc chắn phải đối mặt với gã, ngươi cũng sẽ giống với gã, đại biểu cho thiên đình. Hàn Tuyệt vừa nghe, không khỏi nhíu mày, khủng bố như vậy. Hắn vừa muốn nói thêm, Đế Thái Bạch liền biến mất ngay tại chỗ. Trên bàn xuất hiện một lệnh màu đỏ, phía trên có khắc hai chữ bàn đào. Đại hội bàn đào 100 năm sau sao? Hàn Tuyệt lặng lẽ suy nghĩ, cũng không biết vị bàn đào có ngon hay không. Không lâu sau, Hàn Tuyệt lấy ra thiên đạo lệnh, thần thức đi vào bên trong, xem xét thiên đạo bia. Không nhìn thì không biết, nhìn qua đã giật mình. Bài danh của Xích Vân Giới vậy mà tăng lên mấy trăm hạng. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 196, Thiên hạ đệ nhất, vận rủi đến tiên giới. Đây cũng không phải là chuyện tốt a, Hàn Tuyệt thì thào tự nói. Hắn không hy vọng Xích Vân Giới quá mạnh mẽ để tránh bị người nhìn chăm chú. Tốt nhất cứ giữ mãi ở đoạn giữa để không có cảm giác tồn tại. Trước mắt vẫn còn tốt, mới chỉ tăng lên trước mấy trăm hạng, nếu liên tục tăng lên nữa sẽ có vấn đề. Hàn Tuyệt cảm thấy về sau mình cần phải để ý đến thiên đạo bia thường xuyên hơn mới được. Hắn cũng không làm cái gì, tại sao Xích Vân Giới vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Sau khi trở thành tiên thần, vận khí của Hàn Tuyệt đã không còn liên kết với Xích Vân Giới nữa.
chẳng lẽ là do khổ tu thành tiên sơn ảnh hưởng? Hàn Tuyệt không nghĩ ra nên chẳng nghĩ thêm nữa. Ngọc Thanh Thánh Tông, trên chủ phong, trong điện nghị sự. Cửu đỉnh chân nhân ngồi trên bảo tọa, vẻ mặt âu sầu. Các trưởng lão trên điện cũng đều như phủ đầy sương mờ khắp khuôn mặt. Liễu Bất Diệt mở miệng nói, việc này không thể tránh được, Mộ Dung Khởi chính là đồ tôn của Trảm Thần trưởng lão. Mặc dù tầng quan hệ này cũng không được truyền ra ngoài, nhưng nếu Mộ Dung Khởi gặp chuyện không may, Trảm Thần trưởng lão nhất định sẽ tức giận. Những trưởng lão khác cũng mở miệng đồng ý. Cửu đỉnh chân nhân đau đầu, bất đắc dĩ nói, bây giờ không phải Mộ Dung Khởi gặp chuyện không may mà là chính y đi gây chuyện. Muốn tiêu diệt thánh địa, ai trong các ngươi có thể khuyên can? Chẳng lẽ các ngươi muốn ta đi tìm Trảm Thần trưởng lão hay sao? Y cũng đã nói sẽ không nhúng tay vào chuyện của thế tục, bao gồm ân oán của các đồ tử đồ tôn. Hắn nói không quản, nhưng nếu Mộ Dung Khởi không may chết đi, nhất định trong lòng sẽ như có gai đâm. Ta gọi các ngươi tới chính là hy vọng các ngươi có thể nghĩ ra kế sách vẹn toàn. Trầm mặc, đại điện lần trở nên an tĩnh. Muốn khuyên Mộ Dung Khởi, quá khó khăn. Bây giờ Mộ Dung Khởi đã là cường giả đỉnh cấp của Ngọc Thanh Thánh Tông, không còn đơn giản là đại đệ tử như trước nữa. Đúng rồi, Mộ Dung Khởi có quan hệ tốt với Phương Lương. Tính tình Phương Lương hiền lành, không bằng để cho Phương Lương đi khuyên. Có người đề nghị, Ngọc Thanh Thánh Tông, Phương Lương và Mộ Dung Khởi được tôn sùng là song kiêu, cũng đã là cường giả hoành hành thiên hạ. Đôi mắt của Cửu đỉnh chân nhân sáng lên, lão nói, Phương Lương không ở trong Ngọc Thanh Thánh Tông, ai đi tìm y? Liễu Bất Diệt đáp, ta sẽ đi, cũng có thể đại biểu cho ý tứ của Ngọc Thanh Thánh Tông. Cửu đỉnh chân nhân liếc mắt nhìn gã, khẽ gật đầu. Việc này cứ quyết định như vậy, thoáng chớp mắt, lại trôi qua 7 năm. Một ngày này, một vị cố nhân đến viếng thăm Hàn Tuyệt. Chính là Hoàng Cực Hạo của Chân Vũ Giáo, lúc trước từng là trưởng lão của Chu Tước Kiếm Tông ở Đại Yến. Y đã từng thách thức Hàn Tuyệt, xém chút nữa bị miểu sát. Người này có vận khí tiên thiên, kiếm tâm trời sinh, đã từng đi qua kiếm đạo Trường Hà. Hàn Tuyệt có ấn tượng rất tốt với Y, bởi vì tên này là cuồng ma chiến đấu, có thể có được địa vị ngang với Kỷ Tiên Thần, quanh năm nằm trong top 3 người có số lần bị tập kích nhiều nhất. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, vẫn là gặp Y đi. Hoàng Cực Hạo vừa vào khổ tu thành tiên sơn lập tức chấn kinh rồi, linh khí thật nồng đậm. Cho dù từng được đi khắp thiên hạ, y cũng chưa từng cảm nhận được nơi nào có linh khí như thế. Đến khi y đi đến trên đỉnh núi, nhìn thấy tam đầu giao vương và hai con kim ô, y càng cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Khí tức của ba con yêu quái khiến cho bản năng y cảm giác được nguy hiểm. Đồ Linh Nhi liếc mắt nhìn y, không để ý đến, tiếp tục tu luyện. Hắc Ngục Kê lại tò mò nhìn y, giống như đã từng quen biết. Sở Thế Nhân còn đang tu luyện, Chu Minh Nguyệt lại mở mắt quan sát Hoàng Cực Hạo. Vào đi. Thanh âm của Hàn Tuyệt từ trong động phủ bay ra, cửa lớn của động phủ mở, Ngộ Đạo Kiếm quệt miệng đi ra với vẻ mặt khó chịu. Hoàng Cực Hạo nhìn nàng, âm thầm kinh hãi, tu vi của nàng này thật cao à. Tuy rằng không bằng y, nhưng đặt ở tu chân giới cũng, được coi là đại năng. Mấy trăm năm qua đi, tại sao thuộc hạ của Hàn Tuyệt lại sinh ra nhiều cường giả như vậy? Trong lòng Hoàng Cực Hạo không khỏi có chút hối hận. Y điều chỉnh tâm trạng, đi vào bên trong động phủ tiên thiên. Chu Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi, người này là ai? Cảm giác không lợi hại bằng các ngươi à? Tại sao y có thể vào trong động phủ của sư tổ? Sở Thế Nhân cũng không mở mắt, nói, tu luyện thật tốt đi. Ngươi ngay cả tư cách được sư tổ triệu kiến đều không có. Nghe vậy, Chu Minh Nguyệt lúng túng. Tốc độ tu hành của y đã rất nhanh, nhưng mà ở dưới phù tăng thụ này vẫn không có gì là nổi trội. Y thường xuyên suy nghĩ, những người này là cái quái thai gì vậy à? Ở bên ngoài, Nguyên Anh đều có thể gọi là đại năng, ở trong này. Trên cây có hai khỏa mặt trời kim ô đang nằm sấp, nói ra ai dám tin. Chu Minh Nguyệt thở dài một tiếng, tiếp tục tu luyện, bên trong động phủ tiên thiên. Lần nữa nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hoàng Cực Hạo bỗng nhiên thấy hoảng hốt. Hắn vẫn dễ nhìn như vậy, làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Chưa từng có nữ tử nào có dung mạo làm cho y cảm thấy kinh diễm như vậy. Hàn Tuyệt không chịu nổi ánh mắt của y, hỏi, tìm ta có chuyện gì? Tên trẻ trâu mê trai này như vậy nữa rồi, đã rất nhiều năm mà vẫn còn như thế, ta không muốn đam mỹ cùng với ngươi đâu. Hoàng Cực Hạo lấy lại tinh thần, nói, Mộ Dung Khởi là đồ tôn của ngươi hả? Không sai, thì sao? Người này thật sự quá ngông cuồng rồi,
y tự xưng mình là thiên hạ đệ nhất. Cũng có thể coi là vậy đi, nếu y là thiên hạ đệ nhất, vậy còn ngươi? Y hoàn toàn không để vị sư tổ như ngươi vào trong mắt. Ta không thuộc về thiên hạ, ta thuộc về thiên khung. Hoàng Cực Hạo bị nghẹn họng. Hàn Tuyệt cau mày nói, ngươi đến tìm ta chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Rảnh rỗi nhất cả trứng à? Hoàng Cực Hạo nói, Mộ Dung Khởi chọc tới người của ta, ta không thể không lộ diện. À, phải chiến đấu với y, nhưng mà y là đồ tôn của ngươi, ta có thể không giết hắn. Không có vấn đề. Hàn Tuyệt đáp, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hoàng Cực Hạo do dự, hỏi, hiện tại ngài mạnh đến mức nào? Cái chữ ngài này phát ra từ tâm. Hàn Tuyệt nói, ta nói ngươi cũng không hiểu, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta so tài sao? Hoàng Cực Hạo vội vàng lắc đầu, nói giỡn cái gì? Hàn Tuyệt đã là tồn tại có thể đối kháng với tiên thần, y nào dám đánh? Năm đó sư phụ y là thượng quan Cầu Kiếm tới khiêu chiến Hàn Tuyệt, bị đánh trực tiếp tự bế, đến bây giờ cảnh giới vẫn không thể tăng lên bao nhiêu. Khi nào ngài phi thăng? Hoàng Cực Hạo cẩn thận hỏi. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, phi thăng. Tuyệt đối không có khả năng, ta vẫn sẽ ở lại phàm giới. Sắc mặt Hoàng Cực Hạo đại biến. Một nén nhang sau, Hoàng Cực Hạo đi ra khỏi động phủ tiên thiên. Vẻ mặt y trở nên hoảng hốt, nhìn như người mất hồn vậy. Hắc Ngục Kê trêu chọc nói, ta nhớ ra rồi, hình như trước kia y đã tới khiêu chiến chủ nhân, còn mang theo sư phụ của mình tới. Chu Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi, kết quả như thế nào? Kết quả a, đương nhiên là lập tức thất bại, sư phụ y suýt chút nữa bị hù chết. Sư tổ thật lợi hại. Một người một gà, dường như đang tự thổi phồng, khiến cho Hoàng Cực Hạo nghe được phải nhíu mày. Tuy rằng trong lòng Hoàng Cực Hạo không thoải mái, nhưng y cũng không bộc phát, nhanh chóng rời đi. Hàn Tuyệt lại lấy ra thiên đạo lệnh, bắt đầu quan sát Mộ Dung Khởi. Những năm này, Mộ Dung Khởi đang làm cái gì đó? Mộ Dung Khởi đang tu luyện trên đỉnh một ngọn núi, đón gió đả tọa, áo bào lay động theo gió, nhìn y rất có phong thái của thế ngoại cao nhân. Hàn Tuyệt thấy y đang tu luyện thì không còn hứng thú. Không thể không nói, tốc độ tu hành của Mộ Dung Khởi quả thật rất nhanh, trước đó không lâu vừa mới đột phá đến độ kiếp cảnh. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến cái vị tiên đế chuyển thế của thần cung kia. Chẳng lẽ đại năng sau khi chuyển thế đều có tốc độ tu hành siêu việt trước kia? Cứ theo cái đà này, mấy trăm năm sau, Mộ Dung Khởi có thể đạt tới đỉnh cao nhân gian. Thậm chí có khả năng nhanh hơn. Phương Lương cũng không chậm, tu vi đã là hợp thể cảnh tầng 8. Ngay lúc Hàn Tuyệt đang suy tư, trước mắt hắn nhảy ra ba hàng chữ. Đồ đệ Tô Kỳ phi thăng, mang vận rủi đi tiên giới, khiến cho vận khí của tiên giới kịch biến. Ngươi có các lựa chọn bên dưới: một, lập tức phi thăng, ngăn cản Tô Kỳ, có thể thu được một chiếc chí bảo; hai, tiếp tục tu luyện, không tham dự vào âm mưu của thiên đình, có thể thu được huyết mạch cường đại ngẫu nhiên. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 197, Tinh thần Hồng Mông Thể, tiên giới chấn động. Vận rủi đi lên tiên giới rồi, âm mưu của thiên đình, Hàn Tuyệt cảm thấy sửng sốt. Âm mưu của thiên đình được nói đến chính là sự sắp xếp của hắn, hay việc Tô Kỳ hạ phàm chính là một âm mưu? Hàn Tuyệt lặng lẽ lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Hắn làm sao có thể đi ngăn cản Tô Kỳ? Ai dám trêu chọc Tô Kỳ? Đó là tự tìm phiền phức. Ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, không tham gia vào âm mưu của thiên đình, ngẫu nhiên thu được một huyết mạch cường đại. Chúc mừng ngươi thu được tinh thần Hồng Mông Thể. Tinh thần Hồng Mông Thể, huyết mạch cường đại được sinh ra đầu tiên trong Hồng Mông, khí huyết cường đại, có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, trong lúc chiến đấu có thể mượn nhờ lực lượng tinh thần hả? Huyết mạch này thoạt nhìn rất khủng bố a. Hàn Tuyệt lập tức tiếp nhận huyết mạch. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn hiện lên ra một cỗ sức mạnh kỳ dị, sự đau đớn mà trước đó chưa từng có làm khuôn mặt hắn vặn vẹo. Ngươi đi ra ngoài trước. Hàn Tuyệt vội mở miệng nói, Ngộ Đạo Kiếm bị bừng tỉnh, tuy rằng nghi ngờ, nhưng vẫn thành thật thật tiêu sái ra động phủ. Cũng không lâu lắm, cả tòa Khổ Tu Thành Tiên Sơn bắt đầu lay động, dần dần ảnh hưởng đến Ngọc Thanh Thánh Tông. Không biết còn tưởng rằng địa chấn đã đến, Tam Đầu Giao Vương cảm khái nói, chủ nhân lại đột phá. Quá khoa trương, không phải cảnh giới càng lên cao càng khó đột phá sao? Tại sao cảm giác việc đột phá đối với Hàn Tuyệt mà nói dễ như uống nước? Chu Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi,
sư tổ bây giờ là cảnh giới gì? Sở Thế Nhân lắc đầu, y cũng không biết rõ. Đừng hỏi nhiều, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi đâu, Hắc Ngục Kê đắc ý nói. Chu Minh Nguyệt cau mày nói, ngươi đắc ý như vậy làm gì, cũng không phải ngươi đột phá. Chủ nhân của ta đột phá chính là Kê gia đột phá. Chém gió. Ngươi quá yếu, không bao lâu nữa ta sẽ có thể đánh bại ngươi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá ảo tưởng rồi. Hắc Ngục Kê híp mắt nói, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm giác nguy cơ. Chu Minh Nguyệt cũng không phải là nói khoác lác. Thiên phú của tiểu tử này quả thật không hợp thói thường, không khác Mộ Dung Khởi là bao. Hắc Ngục Kê đột nhiên cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Nó thật sự là Phượng Hoàng chuyển thế sao? Trong một tòa động phủ u ám, một lão giả tóc tai bù xù đang tĩnh tọa tu luyện. Lão chợt mở mắt, trong mắt bắn ra ra tia sáng chói mắt, lập lòe động phủ. Khí tức này là có người đã thức tỉnh thể chất hồng mông. Lão giả thì thào tự nói, ngữ khí ngưng trọng. Lão bấm ngón tay suy tính, sắc mặt biến hóa. Thiên đình giỏi lắm. Hạo Thiên, xem ra ngươi ẩn tàng rất sâu à. Lão giả thì thào tự nói, sau đó lập tức đứng dậy đi ra ngoài động phủ. Không chỉ có lão, các thế lực lớn trên tiên giới cũng suy tính được việc này. Thiên đình, trong một tòa lầu các, thiên đế đang ngồi đả tọa tu luyện trên bồ đoàn, xung quanh hương khói lượn lờ. Bỗng nhiên lão như cảm ứng được cái gì, mở to mắt. Lão nhíu mày, bấm ngón tay suy tính. Ồ, vận khí của thiên đình tại sao lại đột ngột tăng mạnh như vậy rồi? Thiên đế không cách nào suy tính đến việc Hàn Tuyệt nhận được truyền thừa tinh thần hồng mông thể. Vận khí của thiên đình tăng vọt khiến cho lão rất cảnh giác, sợ có người giở trò quỷ. Thiên đế rất nhanh suy tính đến nguồn gốc làm cho vận khí tăng vọt là đến từ Xích Vân giới. Chuẩn xác mà nói là đến từ Hàn Tuyệt, chỉ là lão không biết tại sao Hàn Tuyệt có thể làm cho vận khí của thiên đình tăng vọt. Tiểu tử này, thiên đế cảm thấy khá kinh ngạc. Đến cả đại thần tướng năm đó cũng không tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Lão không đi đến Xích Vân giới mà dùng thần thức bao phủ toàn bộ thiên đình, tránh cho có người hạ phàm. Bên trong thiên đình ẩn núp không ít đại năng, thậm chí không kém hơn thiên đế sợ người khác tính thấy sẽ nhằm vào Hàn Tuyệt. Chỉ có một vài đại năng phát giác được vận khí của thiên đình đột nhiên tăng vọt, phần lớn tiên thần đều không cảm giác được chuyện gì khác lạ, vẫn đang bận rộn với công việc của mình. Đúng một tháng trôi qua, rốt cuộc Hàn Tuyệt tu luyện thành công tinh thần hồng mông thể. Cảm giác của hắn đối với toàn bộ thế giới đều thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng sao trời, có thể cảm nhận được vạn vật bừng bừng sinh cơ. Loại cảm giác này, quá sung sướng, Hàn Tuyệt cảm thán. Lục đạo pháp lực của hắn trực tiếp tăng vọt gấp mấy lần, linh hồn và thần thức càng tăng mạnh. Dùng từ thoát thai hoán cốt để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Lúc trước tư chất của hắn đã đủ mạnh, hiện tại còn được thuế biến, hắn thật sự chờ mong tốc độ tu hành của chính mình từ bây giờ sẽ như thế nào. Sau khi huyết mạch thuế biến, toàn thân hắn đều là mồ hôi và chất thải, cần phải thi pháp để rửa sạch thân thể. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn bắt đầu nạp khí tu hành. Rất nhanh, hắn phát hiện tốc độ tu hành của mình không chỉ được tăng cường một lần. Sự bá đạo nhất của tinh thần hồng mông thể là có thể mượn, nhờ lực lượng sao trời. Nếu như chiến đấu trong biển sao mênh mông vô biên vô hạn, hắn chẳng khác nào vô địch, trừ phi cảnh giới của đối phương vượt xa hắn. Về sau Hàn Tuyệt có thể dùng thông thiên kiếm đạo tầng thứ tư, kiếm khai hồng hoang, trước tiên mở ra hồng hoang tinh thần, tiếp theo lại tụ tập lực lượng sao trời để chiến đấu. Nói như vậy, ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng sức chiến đấu của chính mình. Ta thật là thiên tài, Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý nghĩ đến. Màn đêm buông xuống, bầu trời treo đầy ngôi sao, Hàn Tuyệt phát hiện tốc độ tu hành của mình lại nhanh hơn. Điều này khiến cho hắn có xúc động muốn đi đến biển sao trong vũ trụ để tu luyện. Nhưng mà nghĩ lại, nếu đi lên vũ trụ sẽ không có tiên khí của Khổ Tu Thành Tiên Sơn hỗ trợ, tốc độ tu hành ngược lại còn có thể giảm xuống. Hàn Tuyệt gọi Ngộ Đạo Kiếm đi vào, tiếp đó hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Đánh Long Thiện, miểu sát. Đánh Đế Thái Bạch, không cách nào miểu sát. Bên trong mô phỏng thí luyện, các đối thủ đều không có tư duy cùng tình cảm, tất cả đều chỉ dựa vào bản năng đi chiến đấu. Hàn Tuyệt còn chưa kịp sáng lập Hồng Hoang đã trực tiếp bị giết chết. Đế Thái Bạch thực sự rất mạnh, Thái Ất Kim Tiên cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa có thể thành tựu tiên đế. Ngộ Đạo Kiếm ngồi ở trên bồ đoàn của mình quan sát Hàn Tuyệt. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy Hàn Tuyệt dường như thay đổi thành một người khác.
cụ thể thay đổi ở đâu, nàng cũng không nói lên được. 3 năm sau, một giọng nói truyền vào trong tai Hàn Tuyệt, ra đây tâm sự. Thiên đế. Hàn Tuyệt ngẩn người, tại sao thiên đế lại tìm hắn? Hắn lập tức đứng lên đi ra khỏi động phủ, tiến vào một khu rừng cách đó mấy chục dặm. Thiên đế quay người nhìn Hàn Tuyệt, chau mày. Trong lòng Hàn Tuyệt máy động. Có chuyện gì rồi? Chẳng lẽ hắn phái Tô Kỳ đi tiên giới đã đắc tội thiên đế rồi? Trong lúc Hàn Tuyệt đang lo lắng bất an, ánh mắt thiên đế lại sáng lên. Nói, huyết mạch của ngươi là gì? Tại sao khí huyết cường đại hơn nhiều như vậy? Hàn Tuyệt nói, ta cũng không biết, dạo gần đây quả thật cảm thấy khí huyết trở nên mạnh mẽ không ít. Chuyện về tinh thần hồng mông thể không thể nói ra, không thể giải thích rõ ràng được. Thiên đế cẩn thận quan sát Hàn Tuyệt, nhìn một hồi lâu, nói, ngươi muốn đi đại hội bản đảo không? Hàn Tuyệt do dự một chút, nói, thật ra ta không muốn đi, sợ gặp phải phiền phức, nhưng nếu bệ hạ muốn ta đi, ta dĩ nhiên không thể cự tuyệt. Thiên đế tăng lên hảo cảm với ngươi, độ hảo cảm hiện tại là 4 sao. Trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một dòng nhắc nhở. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán, thiên đế cũng ưa thích nghe nịnh hót à. Thiên đế cười nói, ngươi đã không muốn đi, vậy thì không cần đi. Đến lúc đó trẫm sẽ để đế Thái Bạch đích thân mang cho ngươi bàn đào. Hàn Tuyệt vui mừng, vội vàng cảm tạ. Sau đó, thiên đế bắt đầu nói chuyện phiếm với Hàn Tuyệt, nói về một chút chuyện lý thú trên thiên đình. Phần lớn thời gian Hàn Tuyệt chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng mới phụ họa một câu. Thiên đế bỗng nhiên cảm khái một tiếng, nếu như đại thần tướng cũng biết đạo lý có ơn tất báo như ngươi thì tốt rồi. Hàn Tuyệt nghi ngờ hỏi, đại thần tướng không phải là thiên tướng có công trạng lớn nhất thiên đình sao? Thiên đế nói vậy là có ý gì? Lão có mâu thuẫn với đại thần tướng à? Hay là đang cố ý gõ hắn? Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 198, Luân hồi chân tiên cảnh hậu kỳ, thiên kiêu loạn đấu. Chiến công của y quả thật rất lớn, nhưng chính là bởi vì công trạng quá lớn, cho nên tự kiêu. Lúc trước để cho y đi giết Bất Tử Đại Đế, trẫm đã phải phí rất nhiều công sức. Thiên đế lắc đầu cười nói, ánh mắt của lão có chút đắng chát. Hàn Tuyệt cũng không biết có nên tin hay không. Đại thần tướng cũng có thiện cảm với hắn a. Hơn nữa độ hảo cảm là 3 sao, trước hôm nay còn ngang bằng với độ hảo cảm mà thiên đế dành cho hắn. Hàn Tuyệt nói, ít nhất y là người do bệ hạ bồi dưỡng. Bệ hạ bớt buồn, ngày sau ta trưởng thành rồi cũng sẽ không quên ân tình của bệ hạ. Thiên đế cười nói, trẫm tin tưởng ngươi, ngươi cứ tu luyện thật tốt đi. Có trẫm ở đây, không kẻ nào có thể quấy rầy ngươi tu luyện. Dứt lời, thiên đế lập tức biến mất tại chỗ. Hàn Tuyệt nhanh chóng trở lại bên trong động phủ tiên thiên. Hắn bắt đầu cân nhắc dụng ý của thiên đế, chẳng lẽ mối quan hệ giữa thiên đế và đại thần tướng trở nên quyết liệt rồi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng đại thần tướng là thân tín của thiên đế, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Thân tín của thiên đế trước mắt chỉ có đế Thái Bạch, Hàn Tuyệt tạm thời không biết những người khác. Nếu thật là có phản đồ, ta cũng có thể biết được thông qua hệ thống. Hàn Tuyệt lặng lẽ suy nghĩ một lát rồi không hề suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Chờ hắn cường đại lên, dù cho thiên đình loạn như thế nào hắn cũng không sợ. Hàn Tuyệt chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ bán mạng vì thiên đình. Có thể trả ơn, nhưng không cần thiết phải liều mạng. Còn sống mới là quan trọng nhất. 5 năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, lấy ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa. Đây là quy củ mà hắn định ra, cách mỗi 10 năm nhất định phải nguyền rủa địch nhân một lần, để tránh có người máu xông lên não nghĩ đến chuyện đi tìm hắn tính sổ. Hắn vừa nguyền rủa, vừa kiểm tra thông báo. Đồ Tôn Mộ Dung Khởi bị hảo hữu của ngươi là Hoàng Cực Hạo tập kích, lưỡng bại câu thương. Đồ Tôn Phương Lương bị hảo hữu của ngươi là Mạc Phục Cừu và Chu Phàm tập kích, bị trọng thương, trong lúc nguy cấp đốn ngộ thần thông, thành công đào thoát. Hảo hữu Kỳ Tiên Thần bị yêu quái tập kích 160.105 lần. Hảo hữu Tuyên Sư Sư Phi Thăng. Hảo hữu Thần Bồng Nguyên Soái bị tiên thần của thiên đình tập kích. Đồ Tôn Sở Thế Nhân cảm ngộ chân nghĩa thiên địa, đạo hạnh tăng mạnh. Thần Sủng Hỗn Độn Thiên Cầu bị yêu thú tập kích 310.229 lần. Đồ Tôn Phương Lương đốn ngộ thiên địa thần cách, đạp đất thành thần. Hàn Tuyệt xem hết một lượt, không khỏi cảm thán. Thật sự là đặc sắc a. Người có vận khí tiên thiên cũng bắt đầu đại chiến. Bọn họ bức bách lẫn nhau để trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân vận khí của Xích Vân giới phóng đại?
Đối với Mạc Phục Cửu, Chu Phàm, Mộ Dung Khởi, Phương Lương hỗn chiến, Hàn Tuyệt không muốn nhúng tay. Co dù có người tử trận, bằng vào vận khí kia, chuyển thế một lần nữa có lẽ càng mạnh hơn. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt bỏ xuống ách vận thư, lấy ra thiên đạo lệnh, xem xét thứ hạng trên thiên đạo bia. Vừa nhìn qua, hắn phát hiện vị trí của Xích Vân giới lại tăng vọt. Đã đứng vị trí 3012, không hợp thói thường, Hàn Tuyệt vội vàng quan sát Xích Vân giới. Không nhìn không biết, vừa nhìn lập tức bị dọa kêu to một tiếng. Thiên hạ này vậy mà hiện lên rất nhiều cường giả. Mộ Dung Khởi, Phương Lương, Mạc Phục Cửu, Chu Phàm, Hoàng Cực Hạo tuy mạnh, nhưng cách đệ nhất thiên hạ còn kém xa lắm. Trong năm người này chỉ có Mộ Dung Khởi, Mạc Phục Cửu và Hoàng Cực Hạo vào được vị trí 100 đại tu sĩ đứng đầu thiên hạ, nhưng thứ tự cũng đều đứng sau 90. Các tu sĩ phía trên phần lớn đều đến từ các đại thánh địa, Thiên Tiên Phủ thậm chí còn có gần 20 người tại bảng đó. Kỳ Tiên Thần đi rồi, Thiên Tiên Phủ không những không suy sụp, ngược lại càng thêm hưng thịnh. Hàn Tuyệt quan sát mấy ngày, xác định cũng không có ma tộc hay yêu tộc giở trò quỷ, lúc này hắn mới yên tâm. Mà thôi, trong lòng Hàn Tuyệt thở dài, hắn lại không thể đi ngăn cản những thiên kiêu kia tu hành, làm vậy là vi phạm chức trách. Hắn chỉ có thể cầu nguyện tốc độ tăng trưởng vận khí của Xích Vân giới chậm lại một chút. 20 năm sau, rốt cuộc Hàn Tuyệt đột phá đến luân hồi chân tiên cảnh hậu kỳ, cách huyền tiên cảnh đã rất gần. Hàn Tuyệt điều tra nhìn về Long Thiện, mới đến thái ất chân tiên cảnh trung kỳ, đúng là cùi bắp. Muốn so với ta xem ai bước vào kim tiên cảnh trước, ngươi lấy đâu ra tự tin à? Trong lòng Hàn Tuyệt đậu đen rau muống, tiếp tục củng cố tu vi. 2 tháng sau, hắn ra khỏi động phủ, triệu tập tất cả mọi người lại dưới phủ tăng thụ. Thường Nguyệt Nhi, Hy Tuyền tiên tử, Hình Hồng Tuyền cũng bị hắn gọi tới. Hắn chuẩn bị giảng đạo cho mọi người, tăng lên đạo hạnh cho bọn họ. Tiên nhân giảng đạo, đối với phàm nhân mà nói chính là thiên đại cơ duyên. Hàn Tuyệt dùng đạo âm của chính mình để cho mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái đốn ngộ. Ở trong quá trình này, những vấn đề nghi hoặc trong tu hành mà trước kia mọi người cảm thấy khó hiểu đều được trực tiếp giải quyết một cách dễ dàng, vô cùng thần kỳ. Trọn vẹn trôi qua 1 năm, Hàn Tuyệt kết thúc giảng đạo, bắt đầu để cho bọn họ nêu câu hỏi, giải thích từng vấn đề nghi hoặc. Ngắn ngủi 1 năm, tu vi của tất cả mọi người đều được tăng lên. Kể cả là 2 con kim ô đã bước vào tán tiên cảnh, rõ ràng nhất chính là Chu Minh Nguyệt. Căn bản là vì cảnh giới của y thấp, sau khi nghe Hàn Tuyệt giảng đạo, thiên phú của y được mở ra hoàn toàn. Lại trôi qua 1/2 năm, Hàn Tuyệt mới đứng dậy. Phu quân, ta muốn nói chuyện với ngươi 1 lát, chúng ta cùng vào đi. Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên đuổi theo, mặt giãn ra cười nói. Thường Nguyệt Nhi nhíu mày, Hy Tuyền tiên tử rời đi. Ngộ Đạo Kiếm cũng có chút khó chịu, nhưng không dám lên tiếng. Đồ Linh Nhi hâm mộ nhìn Hình Hồng Tuyền, những người khác giả vờ không nghe thấy, tự mình tu luyện. Hàn Tuyệt không lay chuyển được Hình Hồng Tuyền, đành dẫn nàng vào động phủ, để cho Ngộ Đạo Kiếm chờ ở bên ngoài. Ta có nên chủ động hơn hay không? Thường Nguyệt Nhi lặng lẽ suy nghĩ. Ánh mắt nàng kiên định, quyết định qua một thời gian ngắn sau sẽ đi tìm Hàn Tuyệt. Làm một lần bá vương ngạnh thượng cung, vừa vào đến động phủ, Hình Hồng Tuyền lập tức dán sát lên người Hàn Tuyệt như con rắn. Phu quân, tại sao dạo gần đây nhìn ngươi lại đẹp trai đến vậy? Ta yêu ngươi chết mất. Hình Hồng Tuyền dùng thanh âm ngọt ngào quyến rũ trách mắng làm cho Hàn Tuyệt nghe thấy mà nổi hết cả da gà. Bà nương này càng ngày càng làm ra vẻ a. Trong lòng Hàn Tuyệt đậu đen rau muống, nhưng hai tay vẫn thành thật thật cởi áo ra. Thỉnh thoảng phóng thích một chút cũng tốt, để tránh tâm cảnh xảy ra vấn đề. Thiên đình, Bắc Thiên Môn. Kỳ Tiên Thần mặc giáp bạc của thiên tướng đứng thẳng, xung quanh có hơn 10 tên thiên binh. Thân là thiên kiêu thấp phẩm, thường cách một đoạn thời gian Kỳ Tiên Thần lại được an bài tới trấn thủ tứ đại thiên môn. Kỳ Tiên Thần mặt không cảm xúc, tâm tư đã sớm bay đến bên ngoài thiên đình. Lần trước chiến đấu giúp cho ta cảm ngộ rất sâu. Quả nhiên, vẫn phải chiến đấu, không thể một mực bế quan tu luyện. Kỳ Tiên Thần lặng lẽ suy nghĩ, quyết tâm lần sau lại tìm mấy vị thiên tướng đi càn quét yêu vực. Đúng lúc này, phía trước bay tới mấy vị tiên thần, Kỳ Tiên Thần cùng đám thiên binh cùng nhau xoay người hành lễ. Các ngươi đã nghe nói gì chưa? Đại hội bàn đào lần này, bệ hạ sẽ mời thần cung. Phật môn cùng yêu đình liên thủ, thiên đình dĩ nhiên nghĩ cách lôi kéo thần cung. Nghe nói vị thiên kiêu kia của thần cung cũng sẽ tới. Vị nào?
tiên đế chuyển thế kia sao? Làm sao có thể? Là một vị thiên kiêu khác, kiếm thần đế. Xem ra đại hội bàn đào không đơn giản như vậy. Nghe lời bàn tán của bọn tiên thần, Kỳ tiên thần híp mắt. Đi đến thiên đình một thời gian rồi, y dĩ nhiên đã hiểu rõ về thần cung. Tu sĩ của thần cung chưa chắc đã nhiều bằng thiên đình, nhưng thiên kiêu, tiên đế, đại đế của thần cung là nhiều nhất. Hai thế lực lớn hội tụ không thể nào chỉ để nói chuyện phiếm, tất nhiên sẽ có so tài, tranh đấu gay gắt. Nếu như ta có thể đánh bại kiếm thần, đế, chẳng phải là có thể một bước lên trời ư? Kỳ tiên thần lặng lẽ suy nghĩ, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Y chỉ là thiên tướng thấp phẩm, không biết nhiều về cảnh giới tu hành của tiên giới, không biết kiếm thần đế mạnh đến mức nào. Nhưng nếu là thiên kiêu, tức là gã vẫn chưa trưởng thành. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 199, Thiên địa thần thể, cẩu động. Sau một tháng giày vò cùng Hình Hồng Tuyền, rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng đồng ý cho Ngộ Đạo Kiếm tiến vào. Hắn không để ý đến cảm xúc của nàng, lấy ra ách vận thư. Nhiệm vụ hàng ngày không thể quên mất, hắn theo thói quen bắt đầu kiểm tra thông báo. Có cảm giác giống như phê duyệt tấu chương vậy, thiên đế ở trên Lăng Tiêu Bảo Điện có lẽ cũng có cảm thụ như thế, chỉ là Hàn Tuyệt không cần xử lý, chỉ cần nhìn. Hảo hữu Mạc Phục Cừu bị đồ tôn Phương Lương của ngươi tập kích, bị trọng thương. Hảo hữu Chu Phàm bị đồ tôn Phương Lương của ngươi tập kích, bị trọng thương. Hảo hữu Hoàng Cực Hạo bị đồ tôn Mộ Dung Khởi của ngươi tập kích, bị trọng thương. Đồ đệ Tuân Trường An bị Yêu Vương tập kích, bị trọng thương. May mắn được đồ tôn Mộ Dung Khởi của ngươi cứu. Đồ đệ Tô Kỳ Lan truyền vận rủi, vận khí của Tự Long Tiên Đảo bị hạ thấp. Hảo hữu Đế Thái Bạch bị quỷ thần tập kích 14 lần. Hảo hữu Long Thiện được đại đế chỉ điểm, thần thông đại thành. Phương Lương hung tàn như vậy sao? Một người một mình đấu lại Mạc Phục Cừu và Chu Phàm. Hàn Tuyệt trông thấy mà ngẩn người, lập tức xem xét Phương Lương. Phương Lương, độ kiếp cảnh tầng 2, bởi vì được thêm vào vận khí thiên địa, luyện được thiên địa thần thể, vượt qua phàm nhân. Thiên địa thần thể, có chút vấn đề rồi đây. Hàn Tuyệt cũng chú ý tới việc Tô Kỳ đã đi đến Tự Long Tiên Đảo. Đồ nhi, ngoan, hy vọng trước khi Đan Thanh chân nhân tìm vi sư gây rối, ngươi có thể khiến lão hỏng chết. Hàn Tuyệt thì thào tự nói, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, ngài đang nói đến người nào vậy? Hàn Tuyệt nói, không có gì. Chủ nhân, ta đã sắp luyện thành Thông Thiên Kiếm Đạo tầng thứ nhất. Ngộ Đạo Kiếm cười hì hì nói. Hàn Tuyệt cả giận nói, luyện thành rồi nói, nay cũng đã bao nhiêu năm trôi qua. Được rồi, Ngộ Đạo Kiếm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt không để ý tới nàng nữa, tiếp tục kiểm tra thông báo. Cảm giác lướt sóng thoải mái như thế nào chỉ có hắn mới có thể hiểu rõ. Mấy tháng về sau, Hàn Tuyệt dùng thiên đạo lệnh quan sát Tuân Trường An. Đối với Tuân Trường An, hắn vẫn rất lo lắng, người này thường xuyên lâm vào tình kiếp, ra ngoài lâu như vậy, cũng không biết tình huống như thế nào. Nếu không phải linh khí trên Khổ Tu Thành Tiên Sơn đã không cần Tuân Trường An tới tăng thêm, Hàn Tuyệt thế nào cũng phải đưa y về lại trên núi. Giờ phút này, Tuân Trường An đang say mềm ở khách sạn bên trong một tòa thành, trong miệng liên tục lẩm bẩm một cái tên. Thiên Nhi, Hàn Tuyệt thật sự bội phục, nguyên rủa của thần Phật khủng bố tới như vậy sao? Người đều đã chết mấy trăm năm, lại vẫn không quên được. Đột nhiên Hàn Tuyệt cảm thấy để cho Tuân Trường An chết đi có lẽ tốt hơn, lại như vậy cả đời, Hàn Tuyệt trực tiếp đưa y nhốt ở trên núi, không thấy một người con gái nào. Không được, như vậy cũng không ổn, lỡ như y để mắt tới mấy người nữ tử ở trên núi thì sao? Vậy nội dung cốt truyện trở nên máu chó rồi. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, bằng không thì đi tìm chuyển thế của Thiến Nhi cho rồi. Nhưng mà Tuân Trường An xấu như vậy, cho dù Thiến Nhi có chuyển thế bao nhiêu lần, đoán chừng đều sẽ không thích y. Ai? Mà thôi, vẫn là nắm vững thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới như thần Phật, giải cứu Tuân Trường An. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy. Tuy rằng Mộ Dung Khởi vẫn luôn ghét bỏ Tuân Trường An, nhưng mỗi khi Tuân Trường An gặp nguy hiểm, chung quy y vẫn là người đầu tiên xuất hiện. Có đôi khi, Hàn Tuyệt rất đau lòng vì Mộ Dung Khởi. Nhưng mà cũng không có biện pháp, ai bảo y là đại sư huynh thuộc thế hệ đệ tử đời thứ ba trong môn hạ của Hàn Tuyệt, có tác dụng làm gương vô cùng tốt. Có sao nói vậy, Hàn Tuyệt cảm thấy thế hệ đệ tử đời thứ ba mạnh hơn nhiều so với thế hệ đệ tử đời thứ hai.
Trong số những đệ tử đời thứ hai, chỉ có Tô Kỳ và Đồ Linh Nhi là hắn đỡ lo, mạnh nhất là Tô Kỳ, còn Tuân Trường An với Dương Thiên Đông quá phế đi. Cũng là thời điểm nên vì môn hạ này của hắn mà suy nghĩ ra cái tên. Khổ Tu Môn, Khổ Tu Giáo, Khổ Tu Sơn, Khổ Tu Động, Cẩu, Động. Năm tháng như thoi đưa, 10 năm một quang cảnh khác, 100 năm một triều đại khác. Trong quá trình tu luyện của Hàn Tuyệt, thời gian lại trở về 30 năm trước. 10 năm trôi qua 3 lần, Hàn Tuyệt tạm thời còn không có đột phá đến luân hồi chân tiên cảnh viên mãn, nhưng đã không còn xa mấy. Sau khi thu được tinh thần hồng mông thể, còn cần một khoảng thời gian dài như vậy, có thể thấy được chân tiên cảnh thật sự không dễ đột phá. Nhìn xem Long Thiện một chút, vẫn còn trung kỳ. Một ngày này, Phương Lương trở về. Y trở về khiến cho tất cả mọi người dưới phù tăng thụ phải đứng dậy chỉ vì y bị đứt một cánh tay. Xảy ra chuyện gì vậy? Là ai làm? Hắc Ngục Kê hỏi. Mái tóc Phương Lương có chút hoa râm, thoạt nhìn có phần tang thương, không còn là thanh tú thiếu niên thanh tú như lúc trước. Phương Lương cười khổ nói, tự ta chặt đấy. Sở Thế Nhân và Chu Minh Nguyệt cũng nhìn Phương Lương. Nhất là Chu Minh Nguyệt, vô cùng hiếu kỳ đối với Phương Lương. Lên núi lâu như vậy, gã thường xuyên nghe những người khác nhắc tới Phương Lương và Mộ Dung Khởi. Nghe nói sư tổ thương yêu bọn họ nhất. Không có gì, ta đi bái kiến sư tổ trước. Phương Lương cười, nói. Nói xong, y liền đi về hướng động phủ tiên thiên. Hàn Tuyệt chú ý tới tình trạng của y không bình thường, liền đuổi Ngộ Đạo kiếm ra, tổ tôn hai một mình ở lại. Sư tổ, ta cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao người không xuất thế, cũng biết được lý do tại sao người không thành thân. Phương Lương quỳ gối trước mặt Hàn Tuyệt, thở dài nói, nét mặt của y tràn đầy đau khổ. Hàn Tuyệt hỏi, làm sao vậy? Phương Lương bắt đầu kể lại trải nghiệm của y. Lúc đầu y cưới thánh nữ của yêu tộc chính là con gái của Hắc Hồ Yêu Đế. Hắc Hồ Yêu Đế mới đầu rất coi trọng hắn, nhưng hắn phát hiện Hắc Hồ Yêu Đế muốn thống nhất hai tộc nhân yêu, cho nên mới đồng ý việc hôn nhân này. Không chỉ như thế, thánh nữ yêu tộc cũng bắt đầu khuyên bảo Phương Lương, chỉ vì Hắc Hồ Yêu Đế hứa hẹn ngày sau sẽ nhường ngôi cho Phương Lương. Phương Lương làm sao chấp nhận ruồng bỏ nhân tộc? Nhiều lần khó khăn trắc trở, tranh cãi cùng lý niệm khác biệt làm tình yêu trước đây biến mất đi, điều này khiến cho đôi vợ chồng khác tộc rạn nứt. Phương Lương chặt đứt cánh tay của mình, cho thấy quyết tâm sẽ một đi không trở lại. Thánh nữ yêu tộc thương tâm gần chết, tính tình thay đổi lớn, tràn đầy hận ý đối với y. Hàn Tuyệt nghe xong an ủi, không sao, nhân sinh trên đời. Như vậy tình kiếp không thể thiếu được, về sau tu luyện cho tốt là được, trên bầu trời còn nhiều tiên nữ, không cần thiết luôn nhớ thương nàng. Nhớ kỹ, tu hành mới là điều quan trọng nhất. Phương Lương cười khổ. Hàn Tuyệt nói, ở lại khổ tu thành tiên sơn đi, không nên đi ra ngoài nữa. Để tránh lại giúp Xích Vân giới tăng thêm bài danh. Phương Lương gật đầu, nói, sư tổ, hiện tại ta giống như không còn là phàm nhân rồi, loại cảm giác này thật khó nói lên lời. Tuy rằng ta mới vừa đến độ kiếp cảnh, nhưng tu sĩ đại thừa cảnh cũng không thể đánh bại ta, thật là kỳ quái. Đối với vận khí và tư chất của mình, y vẫn cho rằng là kết quả mà năm đó Hàn Tuyệt vì y mà nghịch, thiên cải mệnh, cho nên mỗi lần nghe người khác khích lệ y, y cũng sẽ nghĩ tới Hàn Tuyệt, trong lòng ấm áp. Hàn Tuyệt nói, không có gì, sư bá của ngươi Tô Kỳ đã phi thăng, mục tiêu của ngươi có lẽ nhìn theo hắn mà học hỏi, không nên lại lấy đại thừa ở phàm trần làm tiêu chuẩn. Ngươi ở phàm trần có lẽ rất mạnh, nhưng nếu so sánh với thiên kiêu trên thượng giới thì không đáng giá được nhắc tới. Phương Lương suy xét cẩn thận, cảm thấy có đạo lý. Sau đó, Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ thần thông cho y, truyền thụ vạn kiếm thần tông cho Phương Lương, chờ y hoàn toàn nắm giữ, lại truyền tiếp tam thanh chu thế. Mục tiêu của hắn là làm cho bọn đồ tử đồ tôn của mình chia nhau kế thừa các loại bản lĩnh của hắn, như vậy mới lộ ra hắn cao thâm khó lường như thế nào, không gì làm không được. 3 tháng sau, Phương Lương đi ra động phủ tiên thiên, toàn bộ chán trường trong đều đã xua đi, trở nên hăng hái một lần nữa. Giao Vương, tới luyện tập một chút không? Phương Lương cười nói với Tam Đầu Giao Vương. Tam Đầu Giao Vương âm thầm nghĩ, tiểu tử này muốn bắt nạt ta à? Không đúng, y vừa mới tới độ kiếp cảnh, ta cần gì phải sợ? Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 200, Luân hồi huyền tiên cảnh, thiên kiêu trên thiên đình.
Sau khi Phương Lương trở về, Khổ Tu Thành Tiên Sơn náo nhiệt mấy ngày, rồi mới khôi phục lại bình tĩnh. Phong tục lưu truyền hơn 1.000 năm, làm cho bọn đồ tử đồ tôn của Hàn Tuyệt cũng đã quen khổ tu. Chu Minh Nguyệt hình như lấy Phương Lương ra làm kẻ địch giả tưởng, thái độ tu hành còn muốn khắc khổ hơn so với trước kia. Hàn Tuyệt bắt đầu bắn vọt lên luân hồi chân tiên cảnh viên mãn. 27 năm sau, Hàn Tuyệt thành công đột phá đến luân hồi chân tiên cảnh viên mãn. Hắn cũng không dừng lại nghỉ ngơi, mà tiếp tục củng cố tu vi. Đại khái lại 5 năm trôi qua, Hàn Tuyệt nghênh đón cơ hội đột phá. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Hàn Tuyệt mở mắt ra phân phó, nghe vậy, Ngộ Đạo Kiếm giống như phản xạ có điều kiện mà đứng dậy. Nàng đi đến cửa động, bỗng nhiên quay đầu lại nói, chủ nhân, ta đã luyện thành thông thiên kiếm đạo tầng thứ nhất. Tốt lắm, sau này lại truyền cho ngươi tầng thứ hai. Ừ, Ngộ Đạo Kiếm rời đi, bóng lưng có chút mất mát. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới, ta đối xử với nàng quá độc ác hay không? Về sau đối xử với nàng nhẹ nhàng một chút, để tránh chạy đi mất. Sau khi ra khỏi động phủ tiên thiên, Ngộ Đạo Kiếm liền cao hứng bừng bừng tìm Phương Lương so tài. Hai người bay lên không trung để so tài, đều là kiếm tu, khi chiến đấu tạo ra động tĩnh rất lớn, khiến cho không ít tu sĩ của Ngọc Thanh Thánh Tông đến xem. Thông thiên kiếm đạo đấu với Vạn Kiếm Thần Tông. Hàn Tuyệt cũng không quan sát cuộc chiến, tập trung chú ý đến việc đột phá. Ba thứ căn bản tinh thần hồng mông thể, lục đạo luân hồi công, lục đạo linh thể, Hàn Tuyệt đột phá hầu như cũng không lo lắng chút nào. 7 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công, pháp lực của hắn tăng vọt, linh hồn thuế biến. Tâm tình Hàn Tuyệt cực kỳ thoải mái, hắn lập tức kiểm tra bảng giao diện thuộc tính. Họ tên, Hàn Tuyệt, tuổi thọ, 1.365/120.459.999 năm. Chủng tộc, tiên nhân tinh thần hồng mông thể, tu vi, luân hồi huyền tiên cảnh sơ kỳ, 120.459.999 năm tuổi thọ. Hàn Tuyệt cảm giác mình muốn bay lên trời. 100 triệu năm tuổi thọ, mới nghe lần đầu luôn. Đây mới chính là tu tiên. Hàn Tuyệt sau khi đọc bảng giao diện thuộc tính, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Chỉ cần không gây chuyện, tu luyện 100 triệu năm, không đạt được đại la, Hàn Tuyệt liền viết ngược tên của mình lại. Hàn Tuyệt củng cố tu vi. Nửa năm sau, hắn mới hoàn toàn kết thúc đột phá. Chuyện thứ nhất chính là lấy ách vận thư ra chúc mừng. Tuổi thọ dài như vậy, có thể phung phí được một lúc. Một người nguyền rủa 7 ngày, nhiều thêm một ngày sẽ tổn thọ. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt vừa lòng thỏa ý bỏ xuống ách vận thư. Hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, Long Thiện lúc trước đã không còn xứng làm đối thủ của hắn, hắn trực tiếp thách thức Đế Thái Bạch. Lần này, hắn cũng không bị Đế Thái Bạch giết ngay, hai người chiến đấu có thể dây dưa. Lúc này sau khi Hàn Tuyệt thi triển thông thiên kiếm đạo tầng thứ 3 kiếm khai hồng hoang, vừa xuất hiện ngôi sao đầy trời, Đế Thái Bạch cũng có chút chống đỡ không được. Đế Thái Bạch quả nhiên tu hành thông thiên kiếm đạo, đồng dạng tu luyện tới tầng thứ 3, đáng tiếc vẫn đánh không lại Hàn Tuyệt. Trận chiến đấu này liên tục gần nửa canh giờ. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Hàn Tuyệt nhíu mày, nửa canh giờ là quá dài. Ta còn chưa đủ mạnh, vị thần cung kia chính là chân tiên giết kim tiên, hắn đạt tới huyền tiên mà muốn giết kim tiên tất nhiên là trong giây lát. Hàn Tuyệt lặng lẽ suy nghĩ, trong lòng kiêu ngạo tiêu tan không còn sót lại chút gì. Hắn thử đối chiến với thiên đế, cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp trong nháy mắt bị giết chết. Hàn Tuyệt lần nữa khôi phục tính cách cẩn thận. Hắn vẫn là quá yếu a. Lỡ như ngày nào đó tính tình thiên đế thay đổi muốn giết hắn, hắn căn bản ngăn không được. Lại định ra một mục tiêu, vượt qua thiên đế. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt gọi Ngộ Đạo Kiếm vào. Ngộ Đạo Kiếm ngồi vào bồ đoàn của chính mình, cười nói, chủ nhân, ngài đột phá thành công rồi sao? Hàn Tuyệt nghĩ lúc trước quyết định sẽ đối xử với nàng tốt một chút, vì vậy cười nói, ừ, ta sẽ chuyển tiếp cho ngươi thông thiên kiếm đạo tầng thứ hai, ngươi tới đây, ngồi bên cạnh ta. Ngộ Đạo Kiếm vừa nghe, lập tức vui mừng. Hóa hình mấy trăm năm, nàng còn chưa từng leo lên giường của Hàn Tuyệt. Nàng cẩn thận ngồi bên cạnh Hàn Tuyệt, giống như một con mèo nhỏ. Hàn Tuyệt không để ý, đợi nàng ngồi xuống liền bắt đầu truyền thụ thông thiên kiếm đạo tầng thứ hai. Sau khi truyền thụ một năm, hắn liền để Ngộ Đạo Kiếm chính mình lĩnh ngộ. Một ngày này, Đế Thái Bạch bỗng nhiên đến, viếng thăm. Hàn Tuyệt lại đuổi Ngộ Đạo Kiếm đi ra, sau đó mời Đế Thái Bạch vào động phủ. Tư chất của bọn đồ tử đồ tôn của ngươi cũng rất tốt, đột phá rất nhanh. Đế Thái Bạch vuốt râu cười nói, lão dò xét Hàn Tuyệt.
Hàn Tuyệt thấy trạng thái của lão có chút không đúng, lúc trước lão bị quỷ thần tập kích, chẳng lẽ thương thế còn chưa khôi phục? Coi như cũng được, tiền bối lần này đến đây, chẳng lẽ là vì đại hội bàn đào? Hàn Tuyệt cười hỏi ngược lại. Đế Thái Bạch gật đầu, vung tay phải lên, bốn quả đào to bằng nắm đấm xuất hiện ở trên bàn. Bàn đào thoạt nhìn rất giống với quả đào bình thường, chỉ là hồng hào hơn thôi. Đại hội bàn đào lập tức bắt đầu, vì để tránh cho bàn đào bị ăn hết, đưa tới cho ngươi trước, thông thường thần tiên chỉ có thể ăn một quả. Ngay cả thiên mẫu nương nương cũng chỉ có thể ăn hai quả, những người con kia của bệ hạ phần lớn cũng chỉ được ăn một quả, vị nào thiên tư cực kỳ xuất chúng mới có khả năng được ba quả. Đế Thái Bạch khao khát nói, thiên đế thật sự chịu đầu tư cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghe xong, không khỏi tăng lên hảo cảm với thiên đế. Nếu có cơ hội có thể giúp đỡ thiên đế, hắn nhất định xuất lực, chỉ cần không uy hiếp tới tính mạng của hắn. Thay ta tạ ơn bệ hạ, ân tình này Hàn Tuyệt nhất định khắc sâu vào trong tâm. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, hắn đã cảm nhận được tiên khí dồi dào bên trong bàn đào, không hổ là thánh quả của thiên đình. Đế Thái Bạch tiếp tục cười nói, lần đại hội bàn đào này sẽ có thiên kiêu của thần cung đến đây, cầm đầu chính là kiếm thần đế. Người này có khi có thể đạt thành tiên đế, tuy rằng không tính là người đứng đầu thế hệ trẻ trong thần cung, nhưng cũng tính là kiếm tu đệ nhất. Nếu như ngươi sinh ra sớm hơn 10 vạn năm, có lẽ có thể cùng gã tranh phong, đến đại hội bàn đào diệt uy phong của gã. Kiếm thần đế, Hàn Tuyệt biểu cảm cổ quái, độ hảo cảm của kiếm thần đế đối với hắn đạt ba. Sao à nha, đều là bằng hữu, không cần phải diệt uy phong lẫn nhau. Hai phe thế lực chạm mặt, chẳng lẽ muốn đấu pháp? Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi. Dựa theo đường cũ, tất nhiên muốn thiên kiêu đấu pháp, áp chế lẫn nhau. May mắn hắn không đi đại hội bàn đào, nếu không có thể đã gặp nguy hiểm. Đây tất nhiên là thời cơ tuyệt hảo để kéo cừu hận. Xét về việc thiên đế coi trọng hắn như thế nào, rất có thể phái hắn lên sân khấu. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng thấy mình may mắn. Đế Thái Bạch cười nói, ngươi yên tâm đi, thiên đình cũng không phải ngồi không, thiên kiêu của thiên đình cũng rất nhiều. Long Thiện Điện Hạ cũng không phải đệ nhất thiên kiêu trên thiên đình, y chỉ có thể coi là thiên kiêu mà thôi. Hàn Tuyệt gật đầu, vậy là tốt rồi, hy vọng thiên đình đừng xảy ra sự tình gì. Đừng để lúc hắn mới vừa gia nhập không lâu, thiên đình liền không còn tồn tại, nói như vậy, hắn chẳng phải là đã thành nhân vật nam chính khổ đại thù thâm sâu trong chuyện huyền huyễn rồi hay sao? Hai người nói chuyện trong chốc lát, Đế Thái Bạch cáo từ rời đi. Hàn Tuyệt cất kỹ bàn đào, sau đó lấy ra thiên đạo lệnh. Cũng không biết dạo gần đây vận khí của Xích Vân giới như thế nào. Rất nhanh, Hàn Tuyệt liền thấy bài danh của Xích Vân giới. Hắn bó tay rồi, đứng thứ 2532, tăng nhanh đến như vậy. Chẳng lẽ vận khí của thiên đình đang suy kiệt hay sao? Hàn Tuyệt lâm vào suy tư. Được rồi, mặc kệ vậy. Trước tiên tăng thần thông kiếm đạo lên một chút, sau đó lại tăng cường thực lực tổng hợp. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tìm hiểu tam thanh chu thế. Rất nhanh, hắn liền bước vào kiếm đạo Trường Hà. Lần nữa nhìn thấy Trượng Cô Tinh, Hàn Tuyệt phát hiện trước mặt Trượng Cô Tinh có một đạo thân ảnh, hai người giống như đang tán gẫu. Trượng Cô Tinh vẫy tay với Hàn Tuyệt cười nói, ngươi đã đến rồi, tới đúng lúc lắm, các ngươi có thể quen biết lẫn nhau một chút. Vị này chính là kiếm tu trẻ tuổi của thần cung, hắn chỉ mới hơn 3.000 tuổi, đã đạt thái ất, chân tiên cảnh hậu kỳ, có tư chất để trở thành thiên kiêu. Các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.